chương 21, hắn không xứng lần này. Lôi báo tới rồi. Bọn họ chết chắc thật rồi. Điều này khiến bọn nhất thời hận Diệp Thu đến cực điểm. Bởi vì bọn họ nghĩ, nếu không có Diệp Thu, cũng sẽ không gặp phải tai bay vạ gió này. Hiện tại thì hay rồi, không ai chạy được. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Lôi báo hoạt động cổ, đi lên trước hai bước, quét mắt nhìn Diệp Thu và đám người dương hạo, nhếch khóe miệng, cười lạnh nói, nhóc con bây giờ đều ngung cuồng thế này sao? đến cả anh em của lôi báo này cũng dám đánh, tôi thấy các cậu chán sống rồi đúng không? Hả? Audio điện tử võ tấn bền. Lôi báo không hổ là thủ hạ của vua Giang Bắc Chu Thái, chỉ mình anh ta thôi đã mang ra khí tràng mạnh mẽ. Lời ra vừa nói ra, đã dọa đám người dương hạo, vương chiết sợ tè ra quần. Hai chân dương hạo không tự chủ được mềm nhún, cậu ta trực tiếp quỳ xuống phía lôi báo, chỉ vào diệp thu, run lẩy bẩy nói, lôi ra, không phải chúng tôi đánh anh em của ngài, mà là người này, anh ta không coi ngài ra gì, không nghe lời khuyên của chúng tôi, đánh người anh em của ngài. Chứ không liên quan đến chúng tôi a. À. Nghe Dương Hạo nói vậy. Đám người vương chiết cũng vội vàng quỳ xuống theo, chỉ vào Diệp Thu, ào ào thoái thác trách nhiệm, đúng vậy, lôi ra, là anh ta. Chúng tôi bảo anh ta xin lỗi người anh em của ngài, nhưng nói gì anh ta cũng không nghe. Chúng tôi vô tội, lôi ra, đã thương người anh em của ngài chỉ có một mình anh ta. Lôi ra, xin ngài minh giám A. À. Chấm 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 chấm, thấy cảnh này, Giang Thi Kỳ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi. Cô chán ghét Diệp Thu, đúng. Nhưng mặc kệ nói thế nào, Diệp Thu cũng là vì cứu cô và Lưu Tuệ, chẳng qua phương thức có hơi quá khích mà thôi. Nhưng bây giờ, đám người Dương Hạo lại đổ trách nhiệm lên người Diệp Thu. Điều này làm cho Giang Thi Kỳ hơi không nhịn nổi, cô không ngừng nháy mắt với Dương Hạo, ý bảo Dương Hạo đừng nói thêm gì nữa. Nhưng giờ phút này Dương Hạo chỉ vì để mình được sống, đã không nghĩ được như vậy nữa, cậu ta mặc kệ ám chỉ của Giang Thi Kỳ, tiếp tục nói với lôi báo, lôi ra, anh cũng nghe thấy rồi đấy, oan có đầu nợ có chủ, ngài muốn lấy lại công đạo cho người anh em của ngài, chỉ cần tìm một mình Diệp Thu là được rồi, không liên quan đến chúng tôi. Nghe vậy, lôi báo quay đầu liếc nhìn Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi, nói như vậy, là một mình cậu đánh người anh em của tôi là tôi diệp thu bình thản nói ồ nhóc con cậu cũng dũng cảm đấy nhưng đây cũng không thể trở thành lý do để cậu đánh người anh em của tôi bị thương lôi báo hít mắt sắc mặt trầm xuống lạnh giọng quát quỳ xuống cho tôi không thể không nói một câu này của lôi báo thập phần khí thế nếu đổi lại thành người bình thường e rằng đã sợ tới mức quỳ xuống nhưng mà diệp thu vẫn không hề lung lay nhẹ nhàng thoải mái đúng đó điều này làm cho lôi báo nhíu mày sắc mặt âm trầm đến cực điểm dương hạo đứng một bên thấy vậy vội vàng nhìn diệp thu nói diệp thu đồ không biết sống chết nhà anh lôi ra bảo anh quỳ anh còn không mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi chẳng nhẽ anh không muốn sống nữa à đúng đấy diệp thu lúc nào rồi mà anh còn giả vờ trâu bò anh mau chóng quỳ xuống dập đầu xin lỗi lôi ra có khí còn giữ lại được cái mạng. Vương Chiết chừng mắt nhìn Diệp Thu, khuôn mặt khinh thường nói. Mà đám người, cũng đều quăng ánh mắt khinh thường về chỗ Diệp Thu. Có quỷ à? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, liếc lôi báo một cái, khinh thường nói, ngượng ngùng, anh không xứng. Lời này vừa nói ra, không chỉ lôi báo sững sờ, mà tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ. Bởi vì trong mắt bọn họ, Diệp Thu điên rồi vào lúc này rồi mà vẫn còn dám nói ra những câu như vậy. Đây không phải tìm chết thì là gì. Vào lúc này, trong mắt mọi người thì Diệp Thu đã là một người chết rồi. Lôi báo nhìn chồng chọc Diệp Thu, hai mắt tràn ngập lửa giận. Khoảng 10 giây trôi qua, lôi báo đột nhiên ngửa đầu cười to. Bất quá, trong tiếng cười đó tràn ngập phẫn nộ. Sau khi cười to một trận, lôi báo cúi đầu nhìn về phía Diệp Thu sắc mặt thâm trầm nói, đã lâu lắm rồi không có ai dám cản quấy trước mặt tôi như này, nhóc con, nói đi, cậu muốn giữ lại trái hay giữ lại tay phải? Nếu tôi giữ lại hết thì sao? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng. Vậy thì chặt hết đi. Trong mắt Lưu Báo lóe ra hàn quang sắc bén, sau đó xông thẳng vào Diệp Thu. Thấy tình hình này, trên mặt Dương Hạo lộ ra vẻ hả hê, lòng thì cười lạnh nói, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, cho anh giả bộ kiêu ngạo này, đánh nhau đi, đánh chết cho bản thiếu gia. Còn Vương Chiết và đám người còn lại đều hiện ra vẻ mặt kịch vui. Theo suy nghĩ của bọn họ, Diệp Thu đánh trận này thì ít nhất cũng trở thành người tàn phế. Phải biết rằng, lôi báo là cao thủ đứng thứ năm dưới tay Chu Thái. Cho nên lần này Diệp Thu tuyệt đối không phải là đối thủ của lôi báo. Diệp Thu thua là cái chắc, so với mọi người, thì khuôn mặt nhỏ của Giang Thi Kỳ lại đầy lo lắng. Lần này, diệp thu xác định là bị lôi báo đánh cho tàn phế rồi bởi vì anh không thể là đối thủ của lôi báo điều này khiến cho giang thi kỳ không nhẫn tân nhìn bàn tay nhỏ che hai mắt chỉ hé ra một khe hở mắt thấy lôi báo đã xông đến trước mặt diệp thu sau đó tay tay phải giơ lên trực tiếp đấm về phía ngực diệp thu một quyền này uy lực sinh gió uy lực rất mạnh lôi báo rất tin tưởng vào một quyền này của mình anh ta thấy cấp bậc trai trai như Diệp Thu thì một quyền này đủ để Diệp Thu không đứng dậy nổi. Thế nhưng, ngay lúc nắm đấm của lôi báo chỉ cách ngực của Diệp Thu chưa đầy 5 mm Lôi báo thình lình phát hiện, nắm đấm của mình lại không thể đi chuyển lên phía trước, còn cổ tay thì như là bị kìm sắt kẹp lấy. Lôi báo vội vàng cúi đầu nhìn xuống cổ tay phải của mình. Vừa nhìn, sắc mặt lôi báo chợt biến đổi. Bởi vì giờ phút này, cổ tay phải của anh ta đang bị một bàn tay to hữu lực bắt được đang kìm chặt sức lực khủng bố kia làm cho cả cánh tay của anh ta giống như bị cố định giữa không trung vậy không thể động đậy được tí nào lại nhìn chủ nhân của bàn tay kia lôi báo không bình tĩnh nổi nữa rồi bởi vì chủ nhân của bàn tay kia chính là diệp thu cậu sắc mặt lôi báo thay đổi trong nháy má tốc độ của anh quá chậm diệp thu nhẽ nâng khóe miệng vẻ mặt nghiền ngẫm nói Dứt lời, Diệp Thu không cho lôi báo có cơ hội phản ứng lại, nắm cổ tay lôi báo, dùng sức vặn, Sang giác, chỉ nghe thấy một tiếng xương sốt đứt gãy trong trẻo vang lên. Cổ tay của lôi báo đã bị Diệp Thu bẻ gãy giữa ban ngày ban mặt. Gốc đầu khớp màu trắng đâm phá ra mà ra, máu đỏ tươi chảy ra, nhìn vào cực kỳ khiếp sợ. Ngao, chẳng mấy chốc, trong căn phòng vang lên tiếng hét tê tâm phế liệt của lôi báo. Dù sao thì anh ta đã bị vặn gãy cổ tay lúc tỉnh sờ sờ ra đấy, loại đau đớn này, cho dù có là loại người hung ác thường xuyên đau cắt liếm máu như lôi báo, cũng không chịu được. Cả người đau đớn đến nỗi suýt nữa thì ngất đi. Mà tiếng kêu thảm của lôi báo lại làm cho tất cả mọi người ở trong phòng ngây ngẩn cả người. Chương 22, bảo ông ta tới đi. Vào giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngốc trệ. Chuyện gì đây a? À? Đây không giống với hình ảnh đã tưởng tượng trước đó a. À? lôi ra Giang Bắc, cao thủ xếp thứ năm dưới tay Chu Thái, lại bị Diệp Thu bẻ gãy cổ tay. Hơn nữa chỉ dùng có một đòn, mấu chốt nhất vẫn là lôi báo chủ động tấn công Diệp Thu. Điều này không khỏi quá khó tin rồi đi, vào giờ khắc này, đám người Dương Hạo đã kinh hãi rồi, mà kinh hãi nhất tất nhiên phải kể đến người đàn ông mập. Thực lực của lôi báo, gã ta rõ nhất. Những đại hán mà gã ta dẫn tới lúc nãy, một mình lôi báo có thể đánh được hai ba mươi tên như vậy, thực lực dũng mãnh đến mức không tưởng tượng nổi. Thế nhưng ở trước mặt Diệp Thu lúc này, mới một chiêu đã bị Diệp Thu chế phục. Trước khi sờ vào, người đàn ông mập mạp không dám tin vào những điều mình nói. "Lôi, anh Lôi, anh không sao chứ?" Người đàn ông mập nuốt khan một ngụm nước miếng, nhìn khuôn mặt thống khổ của Lôi Báo, lắp bắp hỏi. "Lôi Báo khóc đến nơi rồi, trợn mắt nhìn người đàn ông mập một cái, tức giận nói, "Khốn kiếp, mày xem tao có giống không sao không?" nói xong lôi quay quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng uy hiếp nhóc con tôi khuyên cậu tốt nhất là mau thả tôi ra nếu không thế nhưng lời của lôi báo còn chưa nói xong diệp thu đã bắt lấy cổ tay bị bẻ gãy của anh ta lại vặn một phát ngao sắc mặt lôi báo nháy mắt trắng bệch hét thảm một tiếng cả người vì không chịu được đau đớn mà quỳ gối trước mặt diệp thu hả sao anh lại quỳ trước tôi vậy muốn bao lì xì à? Thật ngại quá, tôi không có tiền. Diệp Thu cúi đầu nhìn lôi báo, vẻ mặt dí dỏm nói. a à, à à, khốn kiếp, tao con mẹ nó phải giết mày. Lôi báo đã bao giờ phải chịu nhục nhã thế này chứ, cả người thức điên, dẫy dụa định đứng lên. Đã như này rồi còn không thành thật. Diệp Thu hít mắt, sau đó bỏ cổ tay lôi báo ra, nhấc chân đạp một cước vào bụng lôi báo. Phanh, chỉ nghe thấy một âm thanh trầm đục ngao lôi báo vừa mới đứng dậy đã hét lên một tiếng kêu thảm thiết cả người bị diệp thu đá bay ra ngoài đập vào trên vách tường rồi mới trượt xuống đất mà giờ phút này cả người lôi báo sắp không thở nổi nữa rồi anh ta cảm thấy bụng mình giống như bị một chiếc xa máy đang chạy với tốc độ cao đụng phải loại cảm giác đau nhức như kim châm muối sát này khiến anh ta phải quỳ dạp trên mặt đất bất động thậm chí anh chỉ hít thở mạnh một chút thôi bụng cũng sẽ chuyển tới đau nhức như bị xé rách anh ta có cảm giác sống không bằng chết mà đúng lúc này diệp thu nhấc chân đi tới bên cạnh lôi báo từ trên nhìn xuống lôi báo bình thản hỏi bây giờ anh còn có ý định bắt tôi quỳ xuống nữa không nhóc con cậu chết chắc rồi có có biết lão đại của tôi là ai không lôi báo hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu cắn chặt răng nói sao nào đánh không lại muốn lôi bối cảnh ra à nói nghe xem nào khóe miệng diệp thu gợi lên một nụ cười thản nhiên hứng thú nói hừ nói ra tôi sợ dọa chết cậu lão đại của tôi là chu thái vua giang bắc còn tôi là thủ hạ được coi trọng nhất của ông ấy giờ cậu đánh tôi thành ra thế này cậu hãy chuẩn bị chờ chết đi ở khu vực giang bắc này lão đại của tôi muốn động ai thì dù có là thiên vương lão tử cũng không bảo vệ được lôi báo hử lạnh một tiếng vô cùng kiêu ngạo nói nghe thì có vẻ rất lợi hại nhỉ vẻ mặt diệp thu suy tư nói danh con biết sợ rồi chứ gì mau mau đỡ ông đây dậy sau đó dập đầu xin lỗi tôi ngoài ra tự cắt tứ chi như thế thì có thể tâm trạng của tôi tốt còn có thể tha cho cậu một mạng nếu không cậu cứ đợi lão đại của tôi dẫn người tới diệt chết cậu đi đến lúc đó cậu muốn sống không được muốn chết cũng không xong lôi báo cắn răng vẻ mặt đắc y nói ồ thế thì gọi điện bảo ông ta tới đi diệp thu thản nhiên nói nghe thấy lời này lôi báo ngây ngẩn cả người anh ta cho rằng diệp thu nghe đến tên của chu thái chắc chắn sẽ sợ tới mức lập tức cầu xin tha thứ nhưng không ngờ diệp thu lại dám kêu gào bảo anh ta gọi điện cho chu thái đến đây không khỏi hung hăng càn quấy quá rồi đi danh con đây là cậu nói đấy ngàn lần đừng hối hận lưu báo cắn chặt răng cố nén đau nhức ở bụng lấy điện thoại di động ra anh ta bấm số chu thái nhanh nhất có thể sau đó cầu cứu với đầu dây điện thoại bên kia nói, Chu ra, tôi ở thiên hậu thành hoàng bị đánh rồi, chính là ở phòng hoàng hậu, ngài mau đưa người tới cứu tôi với. Cúp máy xong, lôi báo nhìn Diệp Thu, cắn chặt răng, vẻ mặt kiêu ngạo nói, nhóc con, cứ đợi đấy, lão đại tôi sẽ tới ngay thôi. Cậu cứ chờ chết đi. Ồ, Diệp Thu thản nhiên đáp một tiếng, sau đó xoay người đi tới trước sofa, ngồi xuống sofa, tự nhiên rót cho mình một gốc lá pi 80 năm rất thong dong thưởng thức. Vừa nhấp nháp vừa lầu bầu nói, rượu này bình thường thật, kém thú vị. Bộ dạng đó, không có một tí cảm giác hoang mang vì chu thái đến tí nào. Thấy vậy, trong mắt đám người dương hạo xoẹt qua một tia khinh thường. Trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Thu sắp gặp họa ngập đầu rồi còn không biết, lại còn có tâm trạng ngồi đây phẩm rượu. Đúng là quá ngu xuẩn, còn Giang Thi Kỳ thấy Diệp Thu coi như chẳng có việc gì ngồi đấy uống rượu, cô rất sốt ruột, vội vàng xông đến, một phát đoạt ly rượu của Diệp Thu, chừng mắt nhìn Diệp Thu nói, sao anh còn không mau chạy đi a? À? Sao anh phải chạy? Diệp Thu thản nhiên cười, hỏi ngược lại, Chu Thái sắp tới rồi, anh có biết ông ta là ai không? Ông ta là Vua Giang Bắc đấy, đến cả chị họ tôi cũng không dám chọc, anh đánh đàn em của ông ta, ông ta nhất định sẽ không tha cho anh. Bây giờ anh không mau chạy, chẳng nhẽ muốn ngồi đây chờ chết à? Giang Thi Kỳ sốt ruột nói: "Em đang lo cho anh à?" Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, mỉm cười hỏi: "Tôi, tôi mới không có, tôi chỉ sợ anh chết rồi, chị họ tôi sẽ đau lòng." Khuôn mặt nhỏ của Giang Thi Kỳ đỏ lên, lắp bắp nói: "Yên tâm đi, anh sẽ không sao đâu." Diệp Thu mỉm cười, sau đó cầm lấy ly rượu trong tay Giang Thi Kỳ, tiếp tục phẩm rượu. Chuyện phun, nhưng lại làm cho Giang Thi Kỳ sốt ruột chết đi được nhưng sau đó mặc kệ cô có khuyên diệp thu thế nào diệp thu vẫn làm lơ như không nghe thấy ung dung tự nhiên phẩm rượu cơ bản là không nhúc nhích giang thi kỳ cũng cạn lời rồi nếu cô mà có thể khiêng được diệp thu thì sớm đã khiêng diệp thu đi rồi nhưng mấu chốt là cô cũng không có cái sức đấy điều này làm cô cực kỳ bất đắc dĩ diệp thu không có ý định đi đám người dương hảo cũng không có ý định rời đi họ đều muốn ở lại xem trò hay bọn họ muốn xem xem lát nữa Chu Thái tới, Diệp Thu sẽ kết thúc thế nào? Dù sao thì bất luận thế nào, bọn họ tin tưởng, lần này Diệp Thu tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Cứ như vậy, khoảng 30 phút trôi qua. Phanh, sau đó một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị người ở bên ngoài một cưới đá văng, chương 23, quỳ thẳng luôn. Một tiếng rầm bất thình lình vang lên, mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Còn không đợi những người trong phòng phản ứng kịp, một đoàn tráng hán mặc co mồ màu, màu đen đeo kính đen đã xông vào căn phòng bọn họ nhanh chóng xếp thành hàng đứng sang hai bên sau đó một người đàn ông trung niên mặc quần áo tôn trung sơn màu đen tóc hoa dâm đi từ ngoài vào căn phòng mặc dù người đàn ông có khuôn mặt bình thường nhưng hơi thở trên người lại tràn ngập hơi thở của người ngồi trên trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể cho người một cảm giác áp bách vô hình khí thế của lôi báo lúc trước so sánh cùng quả thực là quá yếu. Theo bước chân của người đàn ông trung niên đi vào căn phòng. Đám tráng hán áo đen đều cúi đầu hành lễ với người đàn ông trung niên. Có thể nói là cực kỳ phô trương. Mà lôi báo đang quỳ dạp ở trên mặt đất thấy vậy, khuôn mặt tràn đầy kích động, cố nén đau nhức la lên, chu ra, cuối cùng ngài đã đến. Lôi báo vừa nói ra những lời này. Sắc mặt của mọi người trong căn phòng đều biến đổi. Hiển nhiên, có thể làm lôi báo gọi là Chu gia, thì người đó chắc chắn là Chu thái vua ở Giang Bắc rồi. Mọi người lập tức cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy kính nể, có người thậm chí còn sợ đến mức không dám thở mạnh. Mà Dương Hạo, Vương Triết, còn có người đàn ông mập lại bắt đầu hả hê. Đến cả vua Giang Bắc Chu thái cũng lên sân rồi. Lát nữa Diệp Thu tuyệt đối chết chắc. Phóng mắt cả cái Giang Bắc, người mà Chu thái muốn động, có ai có thể cứu được chứ? Nghĩ tới đây, cả ba người đều nhìn về phía Diệp Thu. Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thu vẫn đang ung dung tự tại phẩm rượu, trong mắt xoẹt qua một tia chế nhạo. Trong suy nghĩ của họ, Diệp Thu sắp thành người chết rồi, báo tử, cậu vẫn ổn chứ? Chu Thái nhấc chân đi tới bên cạnh lôi báo, cúi đầu nhìn lôi báo, quan tâm hỏi. Chu ra, tôi vẫn ổn, chỉ là cái tay này về sau e rằng phế rồi. Lôi báo nói xong, chỉ vào cổ tay phải của mình. Nghe vậy, Chu Thái tỉ mỉ nhìn, nhìn thấy cổ tay phải của Lôi Báo sắp bị vặn thành bánh quay treo. sắc mặt Chu Thái nhất thời cực kỳ u ám, hai mắt tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng Lôi Báo là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của ông ta, bình thường cũng cực kỳ coi trọng. Nhưng bây giờ lại bị đánh thành ra thế này, hơn nữa còn ở ngay trên địa bàn Giang Bắc của mình. Đây không chỉ là đánh Lôi Báo mà còn đánh cả mặt Chu Thái ông nữa. Nhất thời trong cơn tức giận nhìn lôi báo trầm giọng hỏi ai làm chính là cậu ta người ngồi trên ghế sofa đằng kia lôi báo vội vàng chỉ vào hướng của diệp thu nghe vậy chu thái vẫn chưa quay đầu lại nhìn mà ngồi xổm xuống đưa tay vỗ vai lôi báo cắn răng nói yên tâm đi vết thương mà cậu phải chịu tôi nhất định sẽ để cậu ta trả lại gấp trăm lần dám ở trên địa bàn của tôi động vào anh em của tôi tôi thấy cậu ta đã chán sống rồi Hôm nay cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng không cứu được cậu ta. Nói xong, Chu Thái đứng dậy, vẫy tay với đám tráng hán mặc áo đen, khí thế hung ác đi về phía Diệp Thu đang ngồi trên sofa. Đám người Dương Hạo thấy vậy, đều nhếch miệng cười khẩy. Bọn họ biết, lát nữa Diệp Thu xác xác định định chết chắc rồi. Chu Thái dẫn theo người, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt Diệp Thu. Mà bởi vì ánh điện trong căn phòng hơi tối, lại thêm diệp thu đang cúi đầu phẩm rượu cho nên trong lúc nhất thời chu thái không nhìn rõ mặt diệp thu ông ta khinh miệt liếc mắt nhìn diệp thu một cái giọng nói lạnh như băng nói cậu chính là người đã đánh đàn em của tôi diệp thu tiếp tục cúi đầu uống rượu thấy vậy ánh mắt chu thái lóe ra ánh sáng rét lạnh sắc mặt lập tức trầm xuống cả giận nói này tôi đang nói chuyện với cậu đấy cậu biết sao cậu có tin là nếu cậu không hé răng tôi sẽ Thế nhưng, Chu Thái còn chưa nói hết câu. Diệp Thu chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, bốn mắt nhìn nhau. Diệp, Diệp tiên sinh. Sắc mặt Chu Thái đại biến, cả người không nhịn được run lên. Mà những lời hung hăng ông ta vừa mới đến bên miệng, đã sợ đến mức nuốt trở lại. Ông ta có nằm mơ cũng không ngờ, lại gặp được Diệp Thu ở chỗ này. Xem ra lần dạy dỗ trước tôi cho ông, ông vẫn chưa nhớ kỹ nhỉ. Sao nào? còn muốn mất một đầu ngón tay nữa à? Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, nhìn Chu Thái, khuôn mặt nghiền ngẫm hỏi. Nghe thấy lời này, sắc mặt Chu Thái bị dọa cho tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bùm bụp. Chu Thái quỳ xuống trước Diệp Thu. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong phòng sợ ngây người. Chuyện gì thế này? Vua Giang Bắc, Chu Thái lại quỳ gối với Diệp Thu. Còn có thể khoa trương hơn nữa không đây? Thử hỏi cả cái giang bắc này, có ai có thể làm cho vô giang bắc quỷ xuống chứ? Thế mà bây giờ, ông ấy lại quỳ gối với Diệp Thu, hơn nữa trông còn rất hoảng sợ. Giờ phút này, Dương Hảo, Giang Thi Kỳ, còn có Lôi Báo cùng người đàn ông mập. Tóm lại là tất cả mọi người, tất cả đều bị cảnh tượng trước mặt làm kinh sợ. Từng người trợn mắt há mồm, vẻ mặt chẳng hiểu kiểu gì. Diệp tiên sinh tha mạng a, tôi thật sự không biết là ngầu, nếu tôi biết là ngài có đánh chết tôi cũng không dám nói năng như thế với ngài a." Chu thái quỷ dưới đất, vừa dập đầu với Diệp Thu, vừa cầu xin tha thứ nói. Cảnh tượng này dọa cho mọi người trong phòng sững sờ. "Được rồi, chưa hết năm chưa hết Tết, ít dập đầu thôi, đứng dậy nói chính sự đi." Diệp Thu khoát tay, thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, Chu thái như được đại xá. Nhưng mà ông ta vẫn không dám đứng lên, vẫn quỳ trên đất, nhìn Diệp Thu, run rẩy hỏi, "Diệp diệp tiên sinh sao ngài lại ở đây a à? tôi tới đây uống ít rượu ca hát không được sao diệp thu thản nhiên nói được đương nhiên là được chu thái vội vàng gật đầu nói đùa à ông ta dám nói không được sao đừng nói ông ta là vua thế giới ngầm ở giang bắc cho dù ông ta có là vua thế giới ngầm của cả cái thành phố giang châu này thì ở trước mặt vị gia diệp thu này ông ta tuyệt không dám nói nửa chữ không nhưng mà Thuộc hạ của ông lại không cho phép a à, ba lần bảy lượt tìm tới cửa quấy giày tôi vui vẻ Diệp Thu chỉ lôi báo và người đàn ông mập bình thản nói nghe vậy Chu Thái ngây ngẩn cả người sau đó lập tức phản ứng lại quay đầu ra lệnh với Tráng Hán phía sau nói nghe không hiểu lời của Diệp Tiên sinh à đi đánh cho tôi rõ Tráng Hán không nói hai lời đi về phía lôi báo và người đàn ông mập sau đó tẩn hai người đáy. Hai người này gào khóc thảm thiết, liên tục xin tha. Thế nhưng, các tráng hán chẳng mảy may lưu tình, tiếp tục vây tẩn hai người. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, cũng ngốc trệ. Vào giờ phút này, bọn họ đều hoài nghi nhân sinh. Chu Thái không phải là cứu binh mà lôi báo mang đến sao? Sao ngược lại lại đánh lôi báo và người đàn ông mập rồi thế này? Diệp Thu này rốt cuộc là ai a, à? vậy mà có thể làm cho Chu Thái sợ sệt đến mức độ này? chẳng nhẽ bối cảnh của anh ta còn lớn hơn vua Giang Bắc sao? Nghĩ tới đây, mọi người trong căn phòng đều hít một ngụm khí lạnh. Nhất là Dương Hạo và Vương Chiết lúc trước còn châm biếm Diệp Thu, lúc này đây sắc mặt họ khó coi còn hơn ăn phải cứt. chương 24, anh rể, em xin lỗi. Phải biết rằng, trước đó hai người họ đã châm chọc Diệp Thu các kiểu, xa lánh Diệp Thu, còn muốn để Diệp Thu dập đầu xin lỗi lôi báo. Nhưng kết cục bây giờ là đến cả chỗ dựa của lôi báo là vua Giang Bắc, Chu Thái cũng phải quỳ với Diệp Thu. Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên lai lịch của Diệp Thu, lớn hơn Chu Thái nhiều a. À? Nếu ngộ nhỡ Diệp Thu trở về tìm hai người họ gây phiền phức. Vừa nghĩ tới đây, hai người sợ đến suýt thì đái ra quần, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, tê liệt ngồi trên mặt đất. So với Dương Hạo và Vương Chiết hoảng sợ, Giang Thi Kỳ lại vô cùng kinh nghi ác cô cảm thấy càng ngày mình càng không nhìn thấy người anh rể này rồi lúc trước ở bãi đỗ xe rõ ràng là bị mấy tên du côn dọa cho quay đầu bỏ chạy nhưng vừa rồi lại dũng mãnh như vậy liên tiếp đánh ngã mấy tên đại hán cao to dũng mãnh về sau còn một chiêu chế phục được lôi báo còn bây giờ đến cả vua giang bắc là chu thái cũng quỳ gối với anh đây là nhân vật máu mặt mà đến cả chị mình còn không dám vì tiện chiêu chọc đấy trước mặt diệp thu lại hèn mọn như vậy Người anh rể này, rốt cuộc là người thế nào vậy? Anh có thực lực và bối cảnh như vậy, tại sao lại cam nguyện tới Lâm gia làm con rể ở rể chứ? Giang Thi Kỳ càng nghĩ càng thấy lạ. Còn lôi báo và người đàn ông mập bên kia, bị một đám tráng hán vây đánh, chẳng mấy chốc hai người đã bị đến nỗi không ra hình người nữa rồi, cuối cùng đến kêu thảm cũng không kêu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Thấy vậy, Chu Thái mới quay đầu nhìn Diệp Thu, khuôn mặt nịnh nọt hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài xem như này ngài đã hài lòng chưa từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy hai người này ở giang châu nữa ông hiểu ý của tôi chứ diệp thu lạnh nhạt nói nghe vậy cả người chu thái run lên sau đó vội vàng gật đầu nói hiểu rồi a à, diệp tiên sinh tôi đã hiểu nói xong chu thái lập tức quay đầu nhìn về phía đám tráng hán ra lệnh quăng hai người họ ra sông cho cá ăn rõ nhóm tráng hán gật đầu sau đó lôi lôi báo và người đàn ông mập như chó chết ra khỏi phòng mà từ giờ trở đi hai người này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này diệp tiên sinh tôi xử lý như này không biết là ngài có hài lòng không chu thái ngẩng đầu nhìn diệp thu cung kính hỏi ông có thể đi rồi diệp thu khoát tay thản nhiên nói tuân lệnh chu thái tức khắc như được đại xã hiện tại ông ta không cầu cái khác ông ta chỉ đợi câu nói này của diệp thu thôi ngay sau đó, Chu Thái nhanh chóng dập đầu ba cái thật mạnh với Diệp Thu, đứng dậy là dẫn người rời đi. "Phải rồi, Chu Thái." Nhưng đúng lúc nào, Diệp Thu lại bất ngờ gọi. "Nghe tiếng." Chu Thái sợ đến mức suýt nữa thì ngã quỵ trên mặt đất, cả người run rẩy, vội vàng xoay người, cúi người, run lẩy bẩy hỏi, "Diệp tiên sinh, ngài còn gì phân phó?" Quy củ của thế giới ngầm, chắc là ông rất rõ, sau này bảo người của ông thành thật chút nếu không tôi không ngại cho giang châu lại đổi một vua giang bắc diệp thu lắc lắc ly rượu thản nhiên nói nghe thấy như vậy mồ hôi lạnh trên trán chu thái nháy mắt sắt xuống vội vàng gật đầu vỗ ngực cam đoan nói diệp tiên sinh xin ngài yên tâm trở về tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo bọn họ cút đi diệp thu khoát tay vâng ngài uống ngon chơi vui chu thái gật đầu sau đó vội vàng dẫn người đi ra khỏi căn phòng ông chủ cây tv lưu an vẫn đứng một bên quan sát tình hình thấy vậy cũng vội vàng đi ra theo đi ra phía ngoài căn phòng lưu an vừa đuổi theo chu thái vừa hô chu gia xin dừng bước nghe tiếng chu thái quay đầu nhìn một cái sau khi thấy người tới là chu an ông ta cũng dừng bước nghi hoặc nói sao thế ông chủ lưu chu gia vị bên trong rốt cuộc là có lai lịch gì a à? thế mà làm cho ngài sợ hãi như vậy lưu an đi tới trước mặt chu thái khuôn mặt khó hiểu hỏi ông chủ lưu chuyện không nên hỏi tốt nhất đừng hỏi nếu không sẽ đưa tới rắc rối không cần thiết cho ông đấy sắc mặt chu thái trầm xuống lạnh giọng nói vâng 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 lưu an thấy vậy sợ tới mức vội vàng gật đầu chu thái nhìn về phía căn phòng thiên hậu vẫn còn hơi kinh hồn chưa ổn định lại được ông ta thở phào một hơi sau đó nhìn lưu an nói ông chủ lưu ông chỉ cần nhớ rằng cậu ta tuyệt đối không phải là người mà ông hay tôi có thể trêu chọc vào tôi ở trước mặt cậu ta thậm chí đến con kiến cũng không bằng cho nên bây giờ cậu ta đang ở chỗ ông ông ngàn vạn lần không được tiếp đón cậu ta sơ suất nếu không ngay cả tôi cũng không cứu nổi ông cậu ta có yêu cầu gì ông hãy cố gắng hết sức thỏa mãn tất cả chi phí của cậu ta ông hãy ghi vào sổ của tôi là được hiểu chưa tôi hiểu rồi lưu an vội vàng gật đầu ông ta vẫn có chút khó hiểu nhìn chu thái hỏi Chu gia, lai lịch của vị này khủng bố như thế sao? Đâu chỉ là khủng bố, chờ coi đi, có vị này ở đây, cả giang châu này sắp thay đổi thời tiết rồi. Chu Thái lắc đầu, cảm thán nói. Dứt lời, ông ta cũng không dừng lại lâu, xoay người trực tiếp dẫn người rời đi. Nhìn theo bóng lưng rời đi của Chu Thái, Lưu An nhất thời cũng sững sờ tại chỗ, trong gian phòng, Diệp Thu uống nốt một ngụm rượu vang cuối cùng trong ly sau đó đặt cái ly ở trên bàn, đứng dậy khỏi ghế sofa. Thấy một màn này, mọi người sợ tới mức vội vã cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu. Dương Hảo và Vương Chiết sợ đến nỗi quỷ dạp trên mặt đất, cả người lạnh run, suýt nữa thì tè ra quần. Hai người còn tưởng Diệp, Thu muốn tính sổ với bọn họ. Thế nhưng, Diệp Thu đứng dậy xong, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn hai người họ. Anh đi thẳng tới trước mặt Giang Thi Kỳ, mỉm cười nói thời gian không còn sớm chúng ta về nhà thôi vâng vâng giang thi kỳ vội vàng gật đầu ừ diệp thu mỉm cười sau đó đi ra ngoài căn phòng giang thi kỳ thấy vậy cũng vội vàng đi theo đi ra theo diệp thu lúc này mọi người trong phòng mới thở phào một hơi rời khỏi cây tv thiên hậu hoàng thành diệp thu và giang thi kỳ liền gọi một chiếc xe đi thẳng đến biệt thự hãn hải lam thành của lâm thanh nhã trên đường đi, hai người đều không nói chuyện. Diệp Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Giang Thi Kỳ lại cúi đầu, hàm răng khẽ cắn lên môi đỏ mỏng, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy sắp tới biệt thự Hãn Hải Lam Thành, cuối cùng Giang Thi Kỳ cũng không nhịn được, hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn sang Diệp Thu, nhỏ giọng nói: "Anh rể, em..." "Hử?" Diệp Thu ngẩn người, quay đầu lại, hơi ngạc nhiên hỏi: "Em vừa gọi anh là gì?" "Anh, anh rể." Giang Thi Kỳ đỏ mặt nói. Ya, yeah, như này mới đúng. Diệp Thu nhếch miệng cười. Cuối cùng đã có người thừa nhận anh là ông xã của Lâm Thanh Nhã rồi. Mặc dù chỉ là em họ của Lâm Thanh Nhã, nhưng mà anh vẫn rất vui. Anh rể, thực ra em muốn nói với anh là, em xin lỗi. Hàm răng của Giang Thi Kỳ khẽ cắn vào môi đỏ mọng, do dự nửa ngày, cuối cùng cố lấy dũng khi nói ra những lời trong lòng. mươi 25, em đang ghen à? Hả? Sao em phải xin lỗi anh?" Diệp Thu sừng sốt, mỉm cười hỏi. Bởi vì lúc trước em đã trách nhầm anh, em còn gọi anh là kẻ hèn nhát, em còn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Thi Kỳ tràn ngập áy náy và xin lỗi, càng nói càng nhỏ. "Không sao, anh không để ý đâu." Diệp Thu khoát khoát tay, mỉm cười nói. Mặc dù lúc trước cô nhóc này có vài hành động hơi quá đáng. Nhưng nghĩ về một tiếng anh rể của Giang Thi Kỳ vừa rồi, Diệp Thu cũng sẽ không chấp nhặt với cô. Dù sao thì, cô là người đầu tiên của nhà họ Lâm khẳng định thừa nhận thân phận của Diệp Thu. Thật sao? Anh rể, anh không tức giận thật sao? Giang Thi Kỳ bán tín bán nghi hỏi. Tất nhiên rồi, chỉ cần em không nói chuyện xảy ra tối nay cho chị em, thì anh sẽ không giận. Diệp Thu mỉm cười nói. Em chắc chắn sẽ không nói chữ nào. Giang Thi Kỳ vội vàng cam đoan nói. Tối nay đi cây tivi uống rượu, còn nháo ra chuyện lớn như vậy. chuyện này cho dù có đánh chết cô, cô cũng tuyệt không dám nói với Lâm Thanh Nhã a. nếu không Lâm Thanh Nhã chắc chắn sẽ chỉnh cô. làm không tốt còn nói chuyện này cho ba cô, đến lúc đó lại cấm túc cô. cho nên cho dù không cần Diệp Thu nói, cô cũng tuyệt đối không hé ra nửa chữ với Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu thấy vậy cũng tên tâm. chẳng mấy chốc xe taxi đã chạy đến cửa biệt thự của Lâm Thanh Nhã hai người đi xuống xe vừa mới chuẩn bị đi vào trong biệt thự thế nhưng ngay sau đó hai người lạ sững sờ tại chỗ bởi vì lâm thanh nhã đã đứng ở cửa biệt thự hai tay ôm trước ngực đôi mi thanh tú nhíu lại khuôn mặt nhỏ lạnh băng xem ra cô đã ở cửa đợi lâu rồi sao muộn thế này mới về lẽ nào anh không biết thi kỳ còn nhỏ phải về nhà sớm sao lâm thanh nhã quét mắt nhìn diệp thu có chút không vui hỏi diệp thu sờ sờ cái mũi quay đầu nhìn giang thi kỳ một cái ai ya chị à em bắt anh rể đi dạo phố với em sau đó lại đi sân chơi còn đi phố ăn vặt cho nên về nhà hơi muộn à chị đừng trách anh rể a à. giang thi kỳ đi nhanh lên phía trước ôm lấy cánh tay của lâm thanh nhã đong đưa làm nũng nói nghe vậy sắc mặt lâm thanh nhã mới dịu dàng lại liếc mắt nhìn giang thi kỳ cưng chiều hỏi em đấy chỉ biết ham chơi tối nay chơi có vui không Vui ạ, à, tất nhiên là vui, chị ơi anh dễ thú vị lắm, sau này em vẫn muốn đi chơi cùng anh ấy. Giang Thi Kỳ gật gật cái đầu, mỉm cười nói. Hả? Lâm Thanh nhã nhíu mày. Mặc dù cô khá cưng chiều cô em họ này, nhưng tính cách điêu ngoa bốc đồng của Giang Thi Kỳ, cô vẫn cực kỳ hiểu rõ. Người bình thường, thật đúng là không trông được cô trước kia lâm thanh nhã từng sắp xếp rất nhiều người trong công ty cùng đi chơi với giang thi kỳ kết quả là không có ai làm giang thi kỳ vừa ý nhưng bây giờ giang thi kỳ lại nói là đi chơi cùng diệp thu rất vui hơn nữa còn muốn hẹn lần sau điều này làm cho lâm thanh nhã rất bất ngờ cô vô ý thức liếc nhìn diệp thu trong đầu không khỏi nhớ tới dáng vẻ diệp thu mặt dày ở trước mặt cô mỗi ngày ngay sau đó cô đã nhanh chóng hiểu ra theo như suy nghĩ của lâm thanh nhã Mặc dù Diệp Thu không có bản lĩnh gì, nhưng võ mồm rất lợi hại. Nếu không lúc trước cũng sẽ không thuyết phục được ba mình, tuyển anh làm con rể ở rể. Chỉ bằng công phu mồm mép láo lỉnh này của Diệp Thu, lấy lòng cô gái nhỏ chưa trải sự đời như Giang Thi Kỳ, chắc hẳn cũng không phải việc gì khó. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Thanh nhã càng ghét Diệp Thu. Cảm nhận được ánh mắt đang phát ra chán ghét và lạnh lùng của Lâm Thư Nhã. Nhất thời vẻ mặt Diệp Thu cũng mờ mịt trong đầu toàn là dấu chấm hỏi mình lại làm sai điều gì rồi à thi kỳ em đã chơi cả buổi chiều rồi về phòng nghỉ ngơi đi chỉ còn có chuyện cần nói với diệp thu lâm thanh nhã vuốt cái đầu nhỏ của giang thi kỳ mỉm cười nói vâng ạ thế chị họ anh rể hai người nói chuyện nha giang thi kỳ gật đầu sau đó xoay người đi vào trong biệt thự nhất thời chỉ còn lại diệp thu và lâm thanh nhã ở cửa biệt thự Bà xã, ha ha, biểu hiện của anh hôm nay được chứ?" Diệp Thu đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, khuôn mặt lấy lòng hỏi. "Tôi nhắc lại lần nữa, gọi tôi là Lâm tổng." Lâm Thanh Nhã lườm Diệp Thu một cái, lạnh lùng nói. "Được, Lâm tổng." Diệp Thu có chút thất lạc gật đầu. Không nhìn ra đấy, anh khá là biết cách làm con gái vui vẻ, đến cả cô gái khó dỗ như em họ tôi, thế mà cũng bị anh thu phục. Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói lâm tổng em đang ghen à diệp thu nhếch miệng cười hỏi hư cho dù tôi có ăn giấm chua của ai cũng tuyệt đối không ăn giấm chua sao của anh ăn giấm chua bằng ghen lâm thanh nhã khinh thường cười một cười lạnh lùng nói cái đó cũng chưa chắc đâu em sẽ ăn đến lúc đó cũng không nên thật thơm nha diệp thu phe phẩy ngón trỏ vô cùng tự tin nói lười phải nói nhiều với anh trên sofa phòng khách có một bộ co mồ, lát nữa anh cầm vào trong phòng mặc thử, xem xem có vừa người không. Ngày mai về nhà với tôi một chuyến, ông nội tôi đại thọ 80. Lâm Thanh nhã trừng mắt liếc Diệp Thu một cái, tức giận nói. Nhất thiết phải mặc co mồ sao? Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói. Anh khá là thích quần áo thể thao thoải mái, không bí bách, tự tại. Bắt buộc phải mặc, ngày mai có rất nhiều anh em thân thích đến, một người bạn quan trọng của ông nội tôi cũng sẽ tới chúc mừng, cho nên anh nhất định phải ăn mặc chỉnh tề, đến lúc đó lời nói cử chỉ đều phải chú ý một chút cho tôi, không được cả lơ cả phất, cố gắng nói ít nhất, hiểu chưa? Lâm Thanh nhã lạnh lùng phân phó, thái độ cực kỳ cứng rắn, căn bản là không cho phép Diệp Thu từ chối. Anh hiểu rồi, anh nhất định sẽ làm theo. Diệp Thu nhanh chóng gật đầu, làm một động tác ok. Thấy vậy, đôi lông mày đang nhíu chặt của lâm thanh nhã lúc này mới giãn ra lạnh lùng hỏi anh còn hỏi điều gì nữa không anh có cần chuẩn bị một món quà cho ông nội không diệp thu mỉm cười hỏi tôi đã chuẩn bị xong hết rồi còn lại thì tùy anh chuẩn bị hay không cũng được lâm thanh nhã lạnh lùng nói nói xong cô quay người đi vào trong biệt thự nhìn theo bóng lưng rời đi của lâm thanh nhã trong lòng diệp thu ít nhiều có hơi xúc động Tính ra thì chắc đây là lần đầu tiên Lâm Thanh Nhã dẫn mình về nhà nhỉ. Hơn nữa còn tham gia đại thọ 80 của ông nội cô. Một dịp quan trọng như vậy, mình không thể để cô ấy xấu mặt. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó cũng đi vào trong biệt thự. Đợi đến khi Diệp Thu đi vào trong biệt thự. Lâm Thanh Nhã đã lên tầng 2 rồi. Vì thế Diệp Thu cũng không ở lại phòng khách nữa, cầm lấy bộ co mồ mà Lâm Thanh Nhã chuẩn bị cho mình, về phòng mình mở gói quần áo ra. Bên trong là một bộ co mồ màu, màu đen, hơn nữa là hàng hiệu, giá trị xa xỉ. Xem ra bã xã băng sơn này của mình vì để mình không làm xấu mặt cô ấy, cũng bỏ vốn rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó chuẩn bị lấy bộ co mồ ra mặc thử. Nhưng đúng lúc này, chuông điện thoại của anh lại reo lên. Audio điện tử võ tấn bền chương 26, của tặng thọ thần sao, thọ thần, ngày sinh của người cao tuổi. Diệp Thu nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn một cái. Chính là người đàn ông đẹp trai đã đưa anh tới Giang Châu lúc trước gọi tới. Alo, Diệp Thu bắt máy. Lão đại, anh đang làm gì vậy? Có nhớ em không? Em mờ thanh chiêu gẹo của người đàn ông đẹp trai từ trong điện thoại truyền ra. Cút đi, nếu không có việc gì thì tôi cúp đây. Diệp Thu tức giận nói đừng đừng đừng, lão đại, có việc, có việc. Người đàn ông đẹp trai vội vàng nói. Hửm, thế thì mau nói. Diệp Thu ngồi xuống giường, thản nhiên nói. Lúc trước không phải anh bảo Tiểu A à cha giúp anh xem người nào muốn bắt cóc Giang Thi Kỳ à, em tự mình tới báo cáo với anh một chút. Người đàn ông đẹp trai khôi phục lại giọng điệu đứng đắn. Đã cha ra rồi sao? Diệp Thu híp mắt, lạnh giọng hỏi. Vâng, Bọn họ là một tổ chức bản địa ở Giang Châu, không nổi danh lắm, tên là cái gì mà Thanh Long Đường. Vị trí cụ thể và thông tin cho tiết còn chưa tra ra, dẫu sao thì cấp độ của bọn họ thật sự là quá thấp, quy mô cũng rất nhỏ, tạm thời tổ chức tình báo của chúng ta còn chưa xâm nhập vào bên đó. Người đàn ông đẹp trai giải thích, thế giữa bọn họ và Giang Thi Kỳ rốt cuộc vì sao mà kết thù vậy? Diệp Thu Nghi hoặc nói, giữa Thanh Long Đường và Giang Thi Kỳ cũng không có ân oán, Căn cứ vào tình báo, sở dĩ bọn họ ra tay với Giang Thi Kỳ thực ra là hướng về phía chị dâu Lâm Thanh Nhã. Người đàn ông đẹp trai thành thật trả lời. Lâm Thanh Nhã? Chẳng lẽ bọn họ muốn thông qua việc bắt cóc Giang Thi Kỳ để uy hiếp Lâm Thanh Nhã? Sắc mặt Diệp Thu trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chắc là vậy, thân thiết với chị dâu với lại dễ ra tay, thì chỉ có cô em họ Giang Thi Kỳ này thôi. Cho nên bọn họ mới chọn ra tay với Giang Thi Kỳ. Chỉ đáng tiếc là bọn họ không ngờ, hôm nay tình cờ anh và Giang Thi Kỳ đi cùng nhau. Người đàn ông đẹp trai mỉm cười nói: "Thanh Long đường này có mâu thuẫn gì với Lâm Thanh Nhã không?" Diệp Thu híp mắt, hỏi: "Không có, chắc cũng là bị người sai khiến, người đứng đằng sau xúi dục chúng em vẫn đang điều tra." Người đàn ông đẹp trai trả lời: "Nắm chặt thời gian, điều tra ra thì mau chóng cho tôi một câu trả lời thuyết phục." Diệp Thu ra lệnh nói: Tuân lệnh, người đàn ông đẹp trai vội vàng đáp. Sau đó hai người liền cúp điện thoại. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Diệp Thu nhíu chặt chân mày. Lúc đầu anh nghĩ rằng Giang Thi Kỳ gặp nguy hiểm, cần bảo vệ. Nhưng bây giờ xem ra, người chân chính gặp nguy hiểm là Lâm Thanh Nhã. Điều này nói lên rằng có người đang ở phía sau gây bất lợi cho Lâm Thanh Nhã. Nhưng mà, người suối bảy đứng sau màn này, rốt cuộc sẽ là ai đây? Chẳng nhẽ là tiền đa quang không đúng, hắn ta chắc chắn không có lá gan đó. Nhưng thế thì sẽ là ai đây? Trong mắt Diệp Thu lóe lên một tia sắc bén. Xem ra, gần đây mình cũng phải cẩn thận một chút. Tóm lại mặc kệ là ai, chỉ cần dám gây bất lợi cho Lâm Thanh Nhã. Nhất định phải khiến hắn ta có đến mà không có về. Trước mắt, trọng điểm vẫn là đại thọ 80 của ông nội Lâm Thanh Nhã. Nghĩ tới đây, Diệp Thu lại nghĩ tới chuyện lễ vật mừng thọ. Vì thế, anh lại gọi một cuộc điện thoại cho người đàn ông đẹp trai, ngày mai tôi phải đi mừng sinh nhật ông cụ nhà họ Lâm, cậu tùy tiện chọn một phần quà, sáng mai đưa tới. chấm 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 chấm, đêm hôm không nói chuyện. Sáng ngày hôm sau, sáng sớm, người đàn ông đẹp trai đã chọn được quà đưa tới. Hai cây tuyết sâm ngàn năm đào từ trên núi Côn Luân, hơn nữa còn là loại cực hiếm bán ngoài thị trường, giá trị kinh người. Nếu mà đặt ở hội đấu giá Tô Phú bị tiến hành bán đấu giá. Giá trị của một cây tối thiểu là 50 triệu tệ. Sở dĩ đắt như vậy, không phải vì điều gì khác, mà chính là bởi vì cây tuyết sâm ngàn năm này có thể kéo dài tuổi thọ. Chỉ riêng một điểm này thôi, đã đủ để giá tiền của nó cao tận trời rồi. Càng đừng nói những cái khác ngoài kéo dài tuổi thọ, những chỗ tốt như cường thân kiện thể này, tác dụng kể mãi không hết. Diệp Thu nhìn một chút khá hài lòng với lễ vật mừng thọ này. Sau đó anh trở về phòng tìm một cái túi gói lại, rồi chuẩn bị ra cửa. Nói đến cũng khéo. Lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng vừa khéo từ tầng 2 đi xuống. Hôm nay, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng. Cô ấy vốn đã xinh đẹp, trang điểm vào càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. Còn trang phục, cô ấy cũng đổi trang phục đi làm sang một chiếc váy ngắn hở vai màu đỏ chiếc váy này không chỉ làm hiện ra dáng người hoàn mỹ của cô ấy còn hiện ra làn da trắng nõn trong suốt của cô nhất là cặp đùi thon dài xinh đẹp để lộ ra ngoài làm người không nỡ rời mắt cho dù là diệp thu cũng không nhịn được rung động xem đến có chút mê mẩn thế nhưng lâm thanh nhã lại chừng mắt nhìn diệp thu một cái lạnh lùng hỏi sao anh không mặc bộ co mồ tôi tặng anh diệp thu nghe vậy vội vàng cúi đầu nhìn một cái vừa nhìn Diệp Thu cũng ngây ngẩn cả người. Anh mải đi lấy lễ vật mừng thọ, quên thay quần áo rồi. Anh quên mất, anh đi thay luôn đây. Diệp Thu xin lỗi cười một cái, nhanh chóng quay người trở về phòng. Khoảng 5 phút sau, Diệp Thu một thân co mồ màu, màu đen xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Nhã. Không thể không nói, người dựa vào lụa, ngựa dựa vào yên. Diệp Thu vốn cũng đẹp trai, chẳng qua bình thường lười ăn mặc, cho nên trông cả lơ cả phất nhưng giờ phút này mặc trang phục chính trang vào trong lúc nhất thời trông cực kỳ tinh anh đẹp trai tỏa sáng hơn nữa khắp người anh có một loại mê lực đặc biệt khó nói nên lời thuần chất vị đàn ông trông thấy vậy hai mắt lâm thanh nhã cũng sáng ngời không khỏi nhìn nhiều hai cái trong lòng muốn nói xem ra ông xã tới cửa này của mình cũng không phải không có điểm sáng ít nhất thì cái khuôn mặt này vẫn nhìn được dẫn ra ngoài cũng không mất mặt mà ngay lúc lâm thanh nhã đang ngẩn người nhìn chằm chằm diệp thu diệp thu đã đi tới trước mặt lâm thanh nhã khóe miệng khẽ nhếch gương mặt nghiền ngẫm hỏi lâm tổng em đã bị khuôn mặt đẹp trai của anh hấp dẫn rồi đúng không nghe thấy vậy gương mặt nhỏ của lâm thanh nhã nháy mắt đỏ bừng vội vàng lùi về sau hao bước chừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng nói anh ít tự luyến đi tôi mới không có thời gian không còn sớm chúng ta mau xuất phát thôi nói xong Lâm Thanh Nhã đi ra phía ngoài biệt thự. Nhìn theo bóng lưng tuyệt vời của Lâm Thanh Nhã, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, lẩm bẩm nói, đợi đấy, anh sẽ làm cho em yêu anh. Chấm 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 chấm, hai người ngồi trong chiếc Ferrari của Lâm Thanh Nhã đi. Diệp Thu không biết đường, cho nên Lâm Thanh Nhã lái xe, còn Diệp Thu thì ngồi ở ghế lái phụ. Cả đường đi không nói câu nào. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi tới nhà họ Lâm làm nhà giàu ở Giang Châu. Nhà họ Lâm ở Giang Châu có một cái sân rất to, bên trong xây dựng các loại biệt thự xa hoa. Mà một tòa ở giữa kia là nơi ở của ông nội Lâm Thanh Nhã, Lâm Quốc Đống. Làm người có tiếng nói nhất ở nhà họ Lâm, địa vị của Lâm Quốc Đống ở nhà họ Lâm tất nhiên là không ai bằng. Hôm nay là đại thọ 80 của Lâm Quốc Đống. Một ngày long trọng như thế. Cơ gần tất cả mọi người nhà họ Lâm sáng sớm đã tập trung đông đủ, trừ lần đó ra, nhân sĩ các giới muốn quan hệ tốt với nhà họ Lâm cũng sôi nổi chạy tới tặng quà chúc thọ. Cho nên giờ phút này, trong đại viện nhà họ Lâm sớm đã có các loại xe sang rừng đỗ rồi. Chỉ có điều có một điểm làm cho Diệp Thu cảm thấy khá kỳ lạ. Đó chính là bắt đầu từ cổng chính đại viện nhà họ Lâm, hầu như mỗi hướng cứ 50 mét về phía trước sẽ có một biểu ngữ thật dài màu đỏ. Mặt trên có viết, nhiệt liệt chào mừng các thần y. Vài cái chữ to người không biết còn tưởng hôm nay các thần y đấy mới là nhân vật chính của Thọ Yến. chương 27, các thần y. Thấy vậy, trong mắt Diệp Thu xoẹt qua một tia nghi hoặc, sau đó anh quay đầu nhìn Lâm Thanh nhã hỏi các thần y này là ai vậy? Sao mà trong sân nhà họ Lâm đến bên ngoài đều có biểu ngữ chào mừng ông ta vậy? Nghe vậy, trong mắt Lâm Thanh Nhã cũng hiện lên một chút kinh ngạc, đến cả các hồng viễn, các thần y anh cũng không biết à ông ấy là đệ nhất thần y của thành phố giang châu thậm chí là cả tỉnh thiên nam này phóng tầm mắt trong nước hoa hạ ông ấy có thể xếp vào hàng nổi tiếng hôm nay ông nội mừng thọ cho nên đặc biệt mời ông ấy đến phải biết rằng không phải ai các thần y cũng nể mặt cho dù là thị trưởng của giang châu muốn gặp mặt ông ấy một lần thì cũng phải hẹn trước một tháng hôm nay ông ấy vui lòng đến tham gia thọ yến của ông nội tất nhiên nhà họ lâm nhiệt liệt chào mừng rồi cát hồng viễn diệp thu nhíu mày cảm thấy cái tên ngày hơi quen quen ngay sau đó anh đã nhớ ra anh nhớ hình như là ba năm trước mình có tiện tay chỉ điểm cho một lão trung y tên là cát hồng viễn lúc đó cát hồng viễn vẫn chưa có danh tiếng gì hơn nữa bản thân khá đần đột chỉ là một trung y bình bình thường thường diệp thu thấy ông ta tuổi tác đã cao còn kiên trì học tập trung y cũng có phần cảm động anh liền cho ông ta đi theo mình học tập một tháng một tháng sau cát hồng viễn kiên trì muốn bái diệp thu làm thầy nhưng Diệp Thu lại từ chối, còn để ông ta rời đi. Sau này nghe nói Cát Hồng Viễn dựa vào y thuật học được từ chỗ mình cứu được mấy người, sau đó có chút danh tiếng. Diệp Thu cũng không còn quan tâm ông ta nữa. Không ngờ ông già này bây giờ lại thành thần y rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng lắc đầu cười, sau đó cười nhạt nói, hóa ra là ông ta a, à, trước kia anh có từng nghe. Tôi thấy anh là kiến thức nông cạn. Lâm Thanh Nhã không khách khí liếc Diệp Thu một cái khuôn mặt nhỏ nháy mắt đầy sùng bái các thần y đúng là một nhân vật truyền kỳ ba năm trước không ai biết đến cũng bắt đầu từ ba năm đó dựa vào một tay y thuật xuất thần nhập hóa thần tốc quật khởi bệnh có khó ông ấy đều có thể chữa khỏi anh nói ông ấy có phải thần y không phải 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 diệp thu vội vàng gật đầu thấy dáng vẻ tràn đầy sùng bái trên mặt của lâm thanh nhã diệp thu cũng không tiện nói nhiều càng không thể nói thực ra y thuật của người này là theo mình học chuyện kiếm hiệp hay nếu không lại khiến lâm thanh nhã nghi anh khoác lác ngược lại càng ghét anh thêm thế thì lợi bất cập hại vì thế a à, hôm nay anh nhất định phải thận trọng từ lời nói cho đến việc làm các thần y là người bạn rất quan trọng của ông nội anh ngàn vạn lần không được xung đột với ông ta lâm thanh nhã lại dặn dò em yên tâm đi hôm nay anh nhất định sẽ ngoan nói ít nhìn ánh mắt em làm việc diệp thu vỗ ngực bảo đảm thấy vậy lúc này lâm thanh nhã rốt cuộc mới yên tâm Lái xe tới một tòa biệt thự ở giữa đại viện. Khác với những biệt thự xa hoa khác ở đại viện, phong cách kiến trúc của tòa biệt thự này thiên về cổ phong Trung Quốc. Cửa sổ đều chế bằng gỗ lim, mái nhà là ngói lưu ly li thất thải. Từ đó, so với những biệt thự khác trang hoàng phô trương trong đại viện, chợt vừa nhìn có vẻ có chút bình thường. Nhưng nếu như cẩn thận thưởng thức, ngược lại lại có một loại ý vị khác trong đó. Có thể thấy, Lâm Quốc đống khá yêu thích văn hóa cổ đại Hoa Hạ. Mà giờ phút này, trước cửa tòa biệt thự cổ phong thập phần ý vị này đã đỗ đầy các loại xe sang từ sớm. Chắc hẳn người nhà họ Lâm, còn có người trong các giới ở Giang Châu đến đây chúc thọ đã đến gần hết rồi. Sau khi Lâm Thanh Nhã dừng xe, cô liền dẫn Diệp Thu đi vào biệt thự. Trang trí giống bên ngoài, trong phòng cũng đều là thiết kế thiên về cổ phong, đồ dùng trong nhà là gỗ lim, bàn gỗ lim, vật dụng hiện đại, thiết bị điện không có mấy thứ. Mà lúc này phòng khách ở tầng một biệt thự cơ hồ đã đứng đầy người nam nam nữ nữ có già có trẻ đều mặc chính trang theo sự xuất hiện của lâm thanh nhã và diệp thu trong lúc nhất thời đã thu hút sự chú ý của không ít người tất nhiên ánh mắt của những người này chủ yếu là bị lâm thanh nhã thu hút dù sao thì dung mạo và dáng người của lâm thanh nhã cho dù đi đến đâu đều khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm cuống hồ hiện tại lâm thanh nhã là tổng tài của tập đoàn lâm thị nắm quyền cô ở nhà họ Lâm có được địa vị không nhỏ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu sôi nổi chào hỏi Lâm Thanh Nhã. Nhưng, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Diệp Thu ở bên cạnh, thì trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường và hèn mọn. Bởi vì theo như bọn họ nghĩ, Diệp Thu chính là một thằng con rể phế vật ăn cơm mềm, thậm chí còn không xứng cho bọn họ nhìn thẳng liếc mắt, càng đừng nhắc đến việc chào hỏi. Đối với việc này, Diệp Thu cũng chẳng sao cả, dù sao thì anh đến cùng Lâm Thanh Nhã để chúc thọ ông nội. Còn về phần những người khác, xa cách. Nếu phất lờ, anh cũng nhàn hạ vui vẻ. Thế nhưng, Diệp Thu nghĩ như vậy. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Chẳng mấy chốc, một giọng nói tràn ngập châm chọc vang lên trong biệt thự. Ủa ôi, đây chẳng phải là Lâm Đại Tổng Tài à, tôi còn tưởng là cô không đến cơ. Lời này vừa nói ra. Lâm Thanh nhã nhíu mày, cô lập tức quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc co mồ màu, màu trắng, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, vẻ mặt mỉa mai đi sang bên này. Thấy vậy, Diệp Thu cũng híp hai mắt lại. Lâm Vĩ, anh có ý gì? Lâm Thanh nhã chừng mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lạnh giọng hỏi. Chàng trai trẻ này chính là em họ của cô, cũng chính là con của chú hai Lâm Thế Hải. Đối với Lâm Thanh Nhã, một cô gái có thể chấp trưởng tập đoàn lâm thị lâm vĩ cực kỳ bất mãn cho nên thường xuyên đối nghịch với lâm thanh nhã tôi có ý gì chứ lâm đại tổng tài chắc là phải hỏi chỉ có ý gì chứ thế nào lên làm tổng tài xong cái giá trở nên lớn như vậy ngay cả sinh nhật của ông nội cũng dám đến muộn thế này hả chị nhìn xem còn ai còn chưa đến không lâm vĩ cười khẩy hỏi ngược lại chỗ tôi ở cách đây bao xa chắc là cậu biết chứ nhỉ tôi không giống như cậu sống ở đại viện nhà họ lâm nhấc chân là đến lâm thanh nhã lạnh lùng nói đúng a à, thế thì chị không thể dậy sớm để xuất phát được à tôi thấy chị chỉ biết ở nhà với ông chồng phế vật này triền miên thôi lâm vĩ cười lạnh chế diễu nói cậu nói bậy chúng tôi không như thế khuôn mặt nhỏ của lâm thanh nhã phát lạnh giọng nói lạnh như băng đến cực điểm tôi quản chị có hay không à chị tới muộn như này là chị không đúng lát nữa tôi sẽ báo với ông nội, tôi phải để ông nội thấy, chị không đặt ông cụ ở trong mắt đến nhường nào. Lâm Vĩ lạnh lùng cười, sau đó lướt nhìn Diệp Thu một cái, vẻ mặt khinh thường nói, còn nữa, hôm nay là đại thọ 80 của ông nội, chị dẫn một người ngoài đến, là có ý gì? Anh ấy là chồng của tôi, không phải người ngoài. Lâm Thanh nhã lạnh giọng nói, chồng ư... Tôi thấy chẳng qua là một tiểu bạch kiểm thèm muốn tài sản của nhà họ Lâm chúng ta mà thôi, muốn tới tham gia thọ yến của ông nội, một phế vật như anh ta cũng xứng sao. Lâm Vĩ khinh miệt cười, sau đó quay đầu chừng mắt nhìn Diệp Thu, xem thường nói, này, nói anh đó đổ phế vật, tòa biệt thự này, dân đen với chó không được đi vào, dân đen hạ đẳng như anh, mau cút xéo cho bổn thiếu, nếu không bổn thiếu sẽ gọi bảo vệ ném anh ra ngoài. chương 28, sao lại có chó đang sủa vậy? Cậu dám! Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh nhã phát lạnh, giọng nói lạnh băng nói mặc dù lúc ở nhà, cô chướng mắt Diệp Thu các kiểu. Nhưng nếu đã ra ngoài, thì Diệp Thu chính là chồng cô. Nếu người khác mà động vào Diệp Thu, thì đó chính là đang đánh vào mặt cô. Ô, Lâm Đại Tổng Tài lại bảo vệ tên phế vật như này a. À. Nhưng mà phế vật thì chính là phế vật, chỉ có tin không, không cần tôi ra tay, tự anh ta đã sợ đến mức cút ra ngoài. Lâm Vĩ cười lạnh nói. Dứt lời, cậu ta quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, Vẻ mặt khinh thường nói, cái loại dân đen hạ đẳng anh, mau chóng cút ra khỏi đây cho bổn thiếu, nếu không bổn thiếu sẽ cho anh đẹp mặt. Thế nhưng, nghe Lâm Vĩ nói vậy, Diệp Thi lại không nhúc nhích, sắc mặt lãnh đạm đứng bên cạnh Lâm Thanh Nhã, giống như không nghe thấy vậy. Kỳ thực, nếu đổi thành người khác, Lâm Vĩ đã là một khối thi thể từ lâu rồi. Nhưng cậu ta là em họ của Lâm Thanh Nhã. Nể mặt Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu lựa chọn nhường nhịn chỉ cần có quan hệ với Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu đều có thể nhượng bộ. Vì thế hiện tại anh dứt khoát giả bộ như không nghe thấy gì cả, mặt không đổi sắc, vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng, như này lại càng chọc giận Lâm Vĩ. Sắc mặt Lâm Vĩ lập tức trầm xuống, hai mắt sắp bốc hỏa, vẫn nổ quát vào mặt Diệp Thu, cái thứ dân đen hạ đẳng, anh điếc rồi hay là lỗ tai không dài. bổn thiếu bảo anh cút đi, chẳng nhẽ anh không nghe thấy à. Còn đứng đó bất động nữa, thì anh có tin là bổn thiếu tìm người đánh gãy chân của anh, khiến anh muốn động cũng không động nổi nữa không? Một tiếng này lâm vĩ giống lên, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường và mỉa mai. Trong suy nghĩ của họ, lần này sợ là Diệp Thu phải sợ tới mức tè ra quần, sau đó thành thành thật thật cút ra khỏi đây. Thế nhưng, dưới sự chú ý của mọi người, chỉ thấy Diệp Thu đưa tay ngoáy lỗ tai, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, gương mặt nghi hoặc hỏi, bà xã, hình như vừa nãy anh nghe thấy có người nói chỗ này không cho phép chó vào, nhưng mà sao anh lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ? Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều sửng sốt. Phụt, khuôn mặt của Lâm Thanh Nhã lúc đầu còn lạnh như băng, sửng sốt xong lập tức bị câu nói của Diệp Thu chọc cười rồi. Bởi vì đây chẳng phải là Diệp Thu đang mắng Lâm Vĩ là chó à mà theo tiếng cười khẽ này của Lâm Thanh Nhã. Mọi người ở đây nháy mắt đã hiểu ra rồi. Chỉ có duy nhất Lâm Vĩ là còn không biết mình bị mắng, vẫn chẳng hay biết gì. Anh đang nói cái gì? Cái gì mà tiếng chó sủa? Bổn thiếu bảo anh cút, anh không nghe thấy sao? Lâm Vĩ trừng mắt nhìn Diệp Thu, căm phẫn quát lên. Bà xã, anh lại nghe thấy tiếng chó đang sủa, em có nghe thấy không? Diệp Thu hoàn toàn không đếm xỉa đến Lâm Vĩ nhìn lâm thanh nhã tiếp tục hỏi em nghe thấy rồi lâm thanh nhã cố nén cười gật đầu tên dân đen anh đang nói cái gì tiếng chó sủa gì ở đây làm gì có tiếng chó sủa lại còn coi bổn thiếu thành không khí bổn thiếu con mẹ nó phế anh lâm vĩ còn chưa kịp phản ứng chừng hai mắt nhìn diệp thu hung tợn nói mọi người xung quanh thấy vậy thật sự là không nhìn nổi nữa trong số đó có một thanh niên tuổi tác sắp xỉ lâm vĩ vẻ mặt chế nhạo nhắc nhở nói, Lâm Vĩ, tiểu bạch kiểm đó đang đổi cách nói, mắng cậu là chó đấy. Ha ha ha, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười vang. Sắc mặt Lâm Vĩ nháy mắt trở nên xanh mét, hai mắt đã sắp bắn ra lửa. Cậu ta nhìn chồng chọc Diệp Thu, vô cùng phẫn nộ quát, anh là đồ rác rưởi, dân đen hạ đẳng. Anh dám chửi tôi là chó. Tôi con mẹ nó giết chết anh. Nói xong, Lâm Vĩ vung tay lên, hung hăng đánh xuống Diệp Thu. Thế nhưng, trước mặt Diệp Thu tốc độ của cậu ta thật sự là quá chậm, giống như pha quay chậm trong phim điện ảnh vậy. Ngôn tình sủng ngay lúc bàn tay của cậu ta sắp đánh vào mặt Diệp Thu. Diệp Thu lạnh nhạt nâng tay phải lên, một phát đã bắt được cổ tay Lâm Vĩ. Điều này làm cho Lâm Vĩ ngây ngẩn cả người, sau đó cậu ta hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói tên dân đen nhà anh, còn dám đánh trả hả. Anh mau, thế nhưng, Lâm Vĩ còn chưa nói xong. Tay phải của Diệp Thu thình lình phát lực. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Vĩ cảm thấy cổ tay mình giống như là bị kìm sắt kẹp chặt gắt gao. Sức lực cường đại kia, xương cốt đều sắp bị anh ta nắm đứt rồi. Ngao! Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Nhất thời, ngũ quan của Lâm Vĩ vì đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Thấy vậy, Diệp Thu nhếch khóe miệng, giả bộ như không biết gì, gương mặt quan tâm hỏi, ai Lâm thiếu ra tôn quý, không phải là cậu muốn đánh tôi sao? Cậu kêu gào thảm thiết gì vậy? A, à, khốn kiếp, anh mau thả tay tôi ra! Lâm Vĩ hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu đau đớn kêu thảm nói. Cậu nói gì cơ? Giúp cậu xoa bóp tiếp á. À? Được. Diệp Thu giả bộ không nghe rõ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười chiêu tức. Sau đó tay phải lại thình lình phát lực lần thứ hai. Lực đạo khủng bố ấy, nhất thời nắm xương cốt ở cổ tay Lâm Vĩ đến sắp nứt ra rồi. Lâm Vĩ sống trong nhung lụa từ nhỏ, sao mà chịu được loại đau đớn này a? À? Ngao. Trong lúc nhát thời, tiếng kêu thảm thiết như giết heo của Lâm Vĩ vang vọng khắp biệt thự. Diệp Thu tiếp tục tăng thêm lực, tiếng kêu thảm thiết của Lâm Vĩ càng ngày càng lớn, trần nhà sắp bị cậu ta hất tung lên rồi. Các người đang ồn ào cái gì? Thế nhưng, đúng lúc này, một giọng nói vang vọng từ tầng 2 của biệt thự truyền xuống. Ngay sau đó mọi người đã trông thấy Bốn cặp vợ chồng trung niên dìu một cụ già tóc trắng xóa, từ trên cầu thang đi xuống. Mọi người thấy vậy, khuôn mặt lập tức đầy cung kính. Bởi vì cụ già tóc trắng xóa đó không phải ai khác, mà chính là lão thọ tinh của hôm nay, gia chủ của nhà họ Lâm, Lâm Quốc Đống. Còn bốn cặp vợ chồng trung niên thì chia thành là ba mẹ của Lâm Thanh Nhã, vợ chồng Lâm Thanh Sơn. Còn có ba mẹ của Lâm Vĩ, vợ chồng Lâm Thế Hải. Cùng với một nhà cô lớn và cô nhỏ Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã vội vàng đánh mắt ra hiệu với Diệp Thu. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, buông lỏng Lâm Vĩ ra. Còn Lâm Vĩ sau khi được thả ra, lập tức xoay người chạy đến chỗ Lâm Quốc Đống, sau đó nhào vào lòng Lâm Quốc Đống, ủy khuất khóc lóc nói: "Ông nội, ông nhất định phải làm chủ cho cháu, cháu bị người ngoài bắt nạt." "Người ngoài?" Lâm Quốc Đống lặng đi một chút, khuôn mặt hoài nghi. "Chính là anh ta, Diệp Thu." đây là người ngoài thèm muốn tài sản của nhà họ lâm chúng ta lâm vĩ vội vàng chỉ vào diệp thu mặt đầy căm phẫn nói diệp thu lâm thanh sơn ở một bên nhíu mày sau đó nhìn sang lâm thanh nhã nghi hoặc nói tiểu nhã đây là chuyện gì vậy lâm vĩ nói năng không lễ độ xỉ nhục diệp thu còn muốn tát diệp thu bị diệp thu ngăn lại lâm thanh nhã bình thản nói chị nói láo rõ ràng là các người đến muộn tôi vừa nói các người hai câu anh ta đã động thủ đánh tôi, tên dân đen này ở nhà họ Lâm chúng ta còn hung hăng như vậy, thật sự là vô pháp vô thiên, đánh đuổi anh ta ra ngoài. Lâm Vĩ vội vàng phản bác nói. Tiểu Vĩ nói không sai, dám ra tay đánh cháu chi trưởng của nhà họ Lâm thì đúng là phản rồi, còn giữ bạch nhãn lang này làm cái gì? Tôi đề nghị lập tức đuổi ra ngoài. Cha mẹ Lâm Vĩ, Lâm Thế Hải hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. Đúng thế, tiểu vĩ con trai tôi là nam đinh huyết mạch dòng chính duy nhất của nhà họ Lâm chúng ta, tương lai gánh vác đòn rông của nhà họ Lâm, Diệp Thu chẳng qua là một phế vật ở rể, cậu ta có tư cách gì mà đánh tiểu vĩ? Tôi đề nghị lập tức đánh gãy hai tay của cậu ta, trục xuất khỏi nhà họ Lâm. Mẹ của Lâm Vĩ là Lưu Phương cũng nói với vẻ mặt độc ác. chương 29, cây mẹ đại hồng bào theo vợ chồng Lâm Thế Hải nói thế. Mẹ của Lâm Thanh Nhã, Triệu Thư Đình cũng nhân cơ hội gia nhập nói vào. Mặc dù bà vẫn luôn không hợp với vợ chồng Lâm Thế Hải, nhưng đối với người con rể vô dụng Diệp Thu này, bà đã không vừa mắt từ lâu rồi. Bà không cam lòng để con gái yêu tú của mình gả cho một kẻ phế vật vô danh tiểu tốt. Khoảng thời gian này, bà cũng không nhàn rỗi. Bà ở Giang Châu thu thập thông tin của thanh niên Tài Tuấn khắp nơi. Hơn nữa trong đó có mấy người, bà vô cùng thích, đang dịnh giới thiệu cho Lâm Thanh Nhã làm quen. Nhưng trước đó, bà phải đuổi cái vướng bận là Diệp Thu này đi đã mới được. Hôm nay đúng lúc có cơ hội tốt để đuổi Diệp Thu đi, tất nhiên là bà không định bỏ qua. Chỉ thấy bà ta dẫm lên giày cao gót, mấy bước đã đi tới trước mặt Diệp Thu, một đôi mắt sách chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói, Diệp Thu ơi là Diệp Thu, cậu nói xem cậu rốt cuộc có tác dụng gì. Đến một cái công việc cũng không có, cả ngày dựa vào tiểu nhã nuôi cậu, bây giờ cậu còn gây rắc rối cho tiểu nhã, đến cả em của tiểu nhã mà cậu cũng dám đánh, chẳng nhẽ cậu không biết nó có thân phận gì à? Hay là cậu không hiểu bản thân mình có thân phận gì à, cậu chỉ là một người ngoài, người hạ đẳng, hiểu chưa? Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Lâm Thanh nhã nhíu mày, sắc mặt hơi không tốt. Sao nào? Mẹ mắng tên phế vật này, con còn đau lòng à? Mẹ khuyên con đừng nảy sinh bất cứ một chút tình cảm nào với cậu ta nữa, loại phế vật này, không xứng với con, càng không xứng với nhà họ Lâm chúng ta. Mẹ đề xuất các con lập tức ly hôn, cho cậu ta cút đi." Triệu thư đình ngang ngược nói. "Lời của chị dâu em thích nghe, em Phi, cái thứ gì đây, cũng muốn bấu víu vào chi cao của nhà họ Lâm chúng ta, cậu ta xứng sao?" Lâm Thế Hải lập tức phụ họa nói. Mà Lâm Thế Hải vừa nói, vợ của ông ta Lưu Phương cũng không nhàn dỗi vội vàng nói theo, "Đúng thế, mau đuổi cậu ta ra ngoài." cậu ta ở đây quả thực là ô nhiễm bầu không khí của nhà họ lâm chúng ta trong lúc nhất thời ba người anh một cậu tôi một lời điên cuồng công kích diệp thu cảnh này rất náo nhiệt lâm thanh sơn nhíu mày quay đầu nhìn ba mình lâm quốc đống một cái nhìn một cái này sắc mặt lâm thanh sơn nháy mắt thay đổi bởi vì trên mặt lâm quốc đống đã phủ đầy bực mình thấy vậy lâm thanh sơn vội vàng ngăn lại nói được rồi ba người các cô yên tĩnh lại hết cho tôi, hôm nay là thọ yến của ba, không phải là đại hội phê bình của các cô, các cô có gì không hài lòng với Diệp Thu thì giữ lại đợi về sau rồi nói. Tại sao phải đợi về sau? Bây giờ phải để người ngoài này cút xéo. Triệu Thư Đình không nghe không buông tha nói. Bà nháo đủ chưa? Lâm Thanh Sơn chừng mắt nhìn Triệu Thư Đình một cái, lạnh giọng hỏi. Tôi chưa, hôm nay tôi nhất định phải để cậu ta đi triệu thư đình rất không nói lý lẽ em ủng hộ chị dâu nhất định phải khiến người ngoài như cậu ta cút xéo lâm thế hải nói theo đúng nếu không chúng ta không xong đâu lưu phương đanh đá nói sắc mặt lâm thanh sơn trầm xuống đang định mở miệng đủ rồi đúng lúc này lâm quốc đống vẫn luôn im lặng không nói câu nào lên tiếng rồi nháy mắt cả phòng khách trở nên yên tĩnh mọi người ào ào nhìn về phía lâm quốc đống trong ánh mắt là cung kính. Ngay cả Triệu Thư Đình vẫn cứ tranh cái ẩm ý trước đó, còn có vợ chồng Lâm Thế Hải, cũng bị dọa cho ngậm miệng rồi. Lâm Quốc đống quét mắt nhìn ba người họ, lạnh lùng nói, muốn cãi nhau, ra ngoài mà cãi nhau, các thần y có khi sắp đến rồi, đến lúc đó để ông ấy thấy bộ dạng này của nhà họ Lâm chúng ta, cái mặt già của tôi còn để đâu được nữa. Ba, chúng con biết sai rồi, chúng con không cãi nhau nữa. Lâm Thế Hải, triệu thư đình còn có lưu phương vội vàng cúi thấp đầu thừa nhận lỗi sai thấy vậy sắc mặt lưu quốc đống mới tốt lên một tí sau đó ông quay đầu nhìn về phía diệp thu trầm giọng nói cậu là diệp thu đúng không nói thật mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ấn tượng của tôi về cậu vô cùng không tốt cậu không chỉ đánh cháu trai tôi còn làm buổi thọ tinh của tôi như chợ bán thức ăn đợi qua hôm nay tôi sẽ suy nghĩ thật cẩn thận xem rốt cuộc thì cậu có hợp làm con rể ở rể của nhà họ Lâm chúng tôi hay không. Lâm Quốc Đống vừa nói ra lời này. Một nhà ba người Lâm Thế Hải, còn có Triệu Thư Đình đều vui mừng trong mắt. Còn sắc mặt của Lâm Thanh Sơn lại chợt biến, vội vàng nhìn Lâm Quốc Đống nói, ba, chuyện này. Thế nhưng, ông ta còn chưa nói xong, đã bị Lâm Quốc Đống khoát tay ngắt lời. Con không cần phải nói thêm nữa, chuyện này cứ quyết thế đi. Lâm Quốc Đống trầm giọng nói. Sau đó, ông ta không để ý đến Lâm Thanh Sơn, mà quay đầu nhìn mọi người trong phòng khách, mỉm cười nói, nào, để tôi ông lão tôi nhìn xem, mọi người đã chuẩn bị quà gì cho tôi nào. Lâm Quốc Đống vừa nói ra câu này. Trong phòng khách lập tức náo nhiệt hẳn lên. Bởi vì mục đích của những người này hôm nay đến chính là để tặng quà sinh nhật cho Lâm Quốc Đống, họ nhân cơ hội này để lại ấn tượng tốt với Lâm Quốc Đống, từ đó ôm lên cái đùi nhà họ Lâm này. Vì vậy lúc này, mỗi người đều rất phấn khích, lần lượt bày ra những món quà mà mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn Lâm Thị, Chu Hành cung chúc ông Cụ Lâm Phúc như Đông Hải Thọ Tỷ Nam Sơn, đặc biệt dâng tặng một bức tranh sơn thủy của Trương Đại Thiên. Tổng Giám Đốc Công ty Mậu Dịch Hải Duyệt, Liễu Quốc Đào chúc ông Cụ Lâm sống lâu trăm tuổi, dâng tặng một pho tượng Điền Ngọc. Cháu trai Lâm Bằng Phi chúc chú Phúc Thọ An Khang, dâng tặng một tòa trạm khắc gỗ mun. Chấm 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 chấm, trong lúc nhất thời, họ hàng, người thân, cao tầng tập đoàn Lâm Thị, cùng với những nhân sĩ các giới. Những người này ảo ảo đưa món quà mà mình đã chuẩn bị tỉ mỉ ra ra sao. Mà những món quà này, không có món nào là không đắt đến dọa người cả. Động một tí là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, cái này đặt ở nhà của người bình thường, nghĩ thôi đã không dám nghĩ. Và như anh em họ hàng và người ngoài đã tặng quà mừng thọ xong, tiếp theo là con cháu dòng chính. Lâm Thanh Nhã lấy món quà mà cô đã chuẩn bị trước, giao tận tay cho Lâm Quốc Đống. Đó là một bức thư pháp đương đại, chữ của danh gia Lý Bắc Nguyên. Ghía thị trường, tối thiểu là mấy trăm vạn. Thấy vậy, Lâm Quốc Đống cũng cực kỳ vui mừng, đưa tay vỗ vai Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói tiểu nhã thật có lòng, biết ông thích chữ của Lý Bắc Nguyệt, lập tức tìm cho ông. Tốt, ông nội thích món quà này. Ông nội thích là tốt. Lâm Thanh Nhã mỉm cười, đang chuẩn bị quay người lui xuống. Thì đúng lúc này, Lâm Vĩ ở bên cạnh lại cười khinh miệt, vẻ mặt coi rẻ nói, tôi nói Lâm Đại Tổng Tài này, chị ra tay cũng keo kiệt quá rồi đấy, chỉ một bức chữ, còn giá trị bao nhiêu tiền, hôm nay ông nội đại thọ 80, chị chỉ tặng cái này thôi à. Đúng là hẹp hòi, cho chị xem món quà của bổn thiếu. Nói xong, Lâm Vĩ ôm một chiếc hộp bề ngoài vô cùng tinh xảo, đi tới trước mặt Lâm Quốc Đống, kính cẩn đưa tới trong tay Lâm Quốc Đống, gương mặt khoe khoang nói, ông nội, cháu trai biết ông thích uống trà, cho nên tôi đã nhờ người từ núi Vũ Di Chính Tông Cây Mẹ Đại Hồng bào làm ra, số lượng không nhiều, được gần một cân, người xem xem. Lâm Vĩ vừa nói ra điều này, toàn trường đều kinh ngạc. chương 30, đây là củ cải trắng hả? Phải biết rằng, núi Vũ Di Cây Mẹ Đại Hồng bào, đó có thể được coi là một trong những lá trà thượng hạng quý nhất của Hoa Hạ, bởi vì nó thật sự là quá mức với rất hiếm. Cây mẹ sản sinh ra lá trà này tổng cộng mới có 3 cây, sản lượng vô cùng thấp. Cho nên đây cũng tạo nên giá cả của núi Vũ Di cây mẹ đại hồng bào, giá của nó cao đến 500 vạn một cân, hơn nữa có tiền còn chưa chắc mua được. Bây giờ Lâm Vĩ thoáng cái đã sách ra một cân làm lễ vật mừng thọ tặng cho Lâm Quốc Đống, đây quả thực là đã làm cho mọi người kinh ngạc không nhẹ. Bởi vì đây xác xác thực thực là vật hiếm lạ. Lâm Quốc đống mở hộp ra xem lá trà bên trong, xác thực là cây mẹ Đại Hồng Bảo Chính Tông. Nhất thời khuôn mặt vui đến nở hoa, vươn tay sờ đầu Lâm Vĩ, gương mặt vui sướng nói: "Tiểu Vĩ đã hao tâm tổn trí rồi, món quà này ông nội thật sự là rất thích." "Ha ha, ông nội thích là được." Lâm Vĩ nhếch miệng cười, sau đó quay đầu liếc Lâm Thanh Nhã bên cạnh một cái, đắc ý nói: "Lâm đại tổng tài đã nhìn thấy chưa? Đây mới gọi là lễ vật, đồ mà chị tặng là cái gì vậy?" giá cả miễn cưỡng được một phần năm của tôi, thật là bùn xỉn. Đối mặt với hành vi khiêu khích như trẻ con của Lâm Vĩ. Lâm Thanh Nhã tất nhiên là chọn khồn thấy, chào Lâm Quốc đống một tiếng, xoay người đi tới bên cạnh Diệp Thu. Thấy Lâm Thanh Nhã không để ý đến mình. Ánh mắt của Lâm Vĩ xoẹt qua một tia sắc bén. Ngay sau đó cậu ra chú ý đến Diệp Thu bên cạnh Lâm Thanh Nhã, con người hơi chuyển động, lập tức lòng sinh một kế. Vì thế Lâm Vĩ lập tức đi vài bước lên phía trước, nhìn Diệp Phi, cười lạnh hỏi, Diệp Phi, anh thân là con rể ở rể nhà họ Lâm, hôm nay ông nội đại thọ 80, thọ lễ mà anh chuẩn bị đâu? Nếu hai người các ngươi chỉ tặng một phần quà, thế thì không hay lắm đâu. Nghe nói vậy, mọi người ào ào nhìn Diệp Phi. Diệp Phi, lễ vật của cậu đâu? Chắc không phải là không chuẩn bị đấy chứ, định lừa phỉnh cho qua à? Lâm Thế Hải chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi. Đúng a, à, mọi người đều tặng lễ vật rồi, thế của anh đâu? Nếu như không có chuẩn bị, thế thì cậu cũng quá không để ông cụ vào mắt rồi đấy. Phu sướng phụ vì Lưu Phương cũng hùa theo làm khó dễ. Ngôn tình hài, đối mặt với chất vấn của một nhà ba người Lâm Thế Hải. Khuôn mặt Diệp Thu vẫn bình tĩnh như cũ. Ngược lại là Lâm Thanh Nhã đứng bên cạnh Diệp Thu hơi luống cuống. Cô chỉ nghĩ rằng mình tặng một bức chữ là được rồi, cũng không đặc biệt để Diệp Thu chuẩn bị, càng không cho Diệp Thu tiền mua lễ vật. Còn bản thân Diệp Thu thì không có khả năng đi mua. Suy cho cùng thì Diệp Thu không có tiền gì, bình thường cô cũng chỉ cho Diệp Thu một ít phí sinh hoạt. Trước tiền đó, căn bản không đủ mua lễ vật, cho dù có mua tới cũng là những đồ không lên nổi mặt bàn sao, không lên nổi mặt bàn, ý chỉ đồ giá trị thấp hoặc không có giá trị về tiền lắm. Cầm ra chỉ khiến mọi người cười chê nhưng nếu bây giờ diệp thu không lấy ra được một phần giống như lễ vật một nhà ba người lâm vĩ chắc chắn lại lấy cớ này gây khó dễ điều này cũng làm cho lâm thanh nhã sốt ruột trong lúc nhất thời không biết phải làm sao mới tốt vào lúc lâm thanh nhã đang nóng lòng như lửa đốt diệp thu đứng bên cạnh lại cười nhẹ một cái gương mặt thong rong nói tất nhiên là tôi có chuẩn bị lễ vật cho ông nội rồi lời này vừa nói ra toàn trường đều sửng sốt biểu tình đắc ý trên mặt lâm vĩ cũng cứng lại hiển nhiên là cậu ta không ngờ diệp thu còn chuẩn bị cả lễ vật nữa nhưng mà cậu ta đã phản ứng lại rất nhanh một tên nghèo kiết hủ lậu như diệp thu cho dù có chuẩn bị thì có thể cầm ra lễ vật tốt gì chứ chẳng nhẽ còn có thể tốt hơn núi vũ di cây mẹ đại hồng bào của mình sao không thể có chuyện đó được nghĩ tới đây lâm vĩ cũng lạnh lùng cười gương mặt khinh thường nói ồ thật sao vậy thì lấy ra cho mọi người mở rộng tầm mắt đi. Lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng nhìn về phía Diệp Thu, trong ánh mắt tràn ngập lo âu. Dẫu sao thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, Diệp Thu lại không có tiền, có thể sách ra thứ gì giống lễ vật ư. Chắc không phải là hàng vỉa hè ở xóm miền núi đấy chứ. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã nhất thời càng hoảng. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu mỉm cười, ý bảo Lâm Thanh Nhã yên tâm sau đó anh bước lên trước một bước, từ trong túi quần rút ra một túi nhựa màu đen. Anh bảo người đàn ông đẹp trai đưa tới hai cây tuyết sâm ngàn năm, chính trang nằm trong chiếc túi nhựa màu đen. Đây cũng hết cách hà, buổi sáng ra cửa vội, thật sự là anh không tìm được cái hộp phù hợp, đành tiện tay lấy một cái túi nhựa màu đen để đựng. Thấy Diệp Thu móc ra một cái túi nhựa màu đen. Mọi người ở đây đều sướng sờ, hai mắt nhìn chằm chằm cái túi nhựa màu đen trong tay Diệp Thu, sau đó mọi người không nhịn được mà cười ra tiếng còn khuôn mặt nhỏ của lâm thanh nhã nháy mắt cũng đen xì bởi vì cái túi nhựa màu đen đó rõ ràng là túi rác có lễ vật tốt gì lại lấy túi rác gói lại a à. đây chẳng phải là đang làm trò cười à diệp thu xem ra cậu vẫn khá là tự mình biết mình đấy rõ ràng biết đồ mình tặng là rác cho nên cố ý bọc nó trong túi rác cũng để tiết kiệm thời gian lại tìm túi rác đúng không Lâm Vĩ cố nén ý cười, vẻ mặt mỉa mai nói: "Ha ha ha. Mọi người vốn còn nhịn lại một chút, Lâm Vĩ nói thế xong thì mọi người trực tiếp cười ra tiếng." Trong tiếng cười là châm chọc và khinh thường. Nghe thấy những tiếng cười nhạo đó, Lâm Thanh Nhã cảm thấy mình sắp bị Diệp Thu làm cho mất sạch mặt mũi rồi. Nếu như bây giờ dưới đất có một khe hở, cô tuyệt đối sẽ không do dự mà nhảy vào luôn. Đóng gói ra sao không quan trọng quan trọng là lễ vật, chẳng nhẽ không đúng sao. Diệp Thu vẫn ung dung như cũ, mỉm cười nói. Ha ha ha, đừng làm trò nữa, đồ mà cậu dùng túi rác để đựng, bên trong có thể là thứ đồ tốt gì. Lâm Vĩ khinh thường cười to, nói. Vậy cũng chưa chắc. Diệp Thu mỉm cười, sau đó cầm túi rác màu đen đi tới trước mặt Lâm Quốc Đống, đúng mặt nói, cháu rể Diệp Thu, lần đầu vào cửa gặp ông nội Lâm, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn bất thành kinh ý. Nói xong, Diệp Thu mở cái túi nhựa đen ra, lấy hai cây tuyết sâm ngàn năm ra, đưa tới trước mặt Lâm Quốc Đống, mỉm cười nói, hai cây tuyết sâm ngàn năm, mong ông nội Lâm vui lòng nhận cho. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều sững sờ, nhanh chóng mở to hai mắt nhìn vào tay Diệp Thu. Dẫu sao thì bốn chữ, tuyết sâm ngàn năm, này, nghe qua vẫn là rất ngang ngược, rất dọa người. Tuyết sâm ngàn năm, nhìn vào hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu. Lâm Quốc đống những mày, trong mắt cũng xoẹt qua một vệt nghi hoặc. Cũng không phải là ông ta kiến thức nông cạn. Thân là người cầm quyền nhà họ Lâm, mấy chục năm nay có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy. Nhưng đây là tuyết sâm ngàn năm, sản phẩm đặc biệt ở sâu trong núi Côn Luân, thực sự là của hiếm, bên ngoài lưu truyền cực ít. Lâm Quốc Đống tuy có nghe nói, được biết là sản phẩm này vô cùng chân quý, nhưng lại chưa từng được thấy đồ thật. Nhưng mà, năng lực phán đoán nên có, lâm quốc đống vẫn có hai cây này gọi là tuyết sâm ngàn năm nhưng diệp thu lại lấy từ trong túi rác ra sao có thể sẽ là đồ thật được nếu diệp thu có thể cầm ra được tuyết sâm ngàn năm thế thì sao có thể tới nhà họ lâm làm ở rể đây cho nên chỉ trong nháy mắt lâm quốc đống liền phán đoán đây là hàng giả ông ta lạnh lùng cười vẻ mặt khinh thường nói phần quà này của cậu lão phu không hưởng thu được thu về đi đừng vội nào 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 để tôi xem xem tuyết sâm ngàn năm trong truyền thuyết trông như nào nào. Lúc này, Lâm Vĩ vẻ mặt châm chọc chạy tới. Cậu ta nhìn chằm chằm hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu, liền vui vẻ, cười to tại chỗ, ha ha ha, tuyết sâm ngàn năm. Tôi thấy đây là củ cải trắng hả? Audio điện tử võ tấn bền. chương 31, thần y tới rồi. Cũng khó trách Lâm Vĩ đem tuyết sâm ngàn năm thành củ cải trắng tuyết sâm ngàn năm này và tuyết sâm bình thường khác nhau. Cái này toàn thân tuyết trắng trơn chuột, chiếu ra hình người. Trừ cái đó ra thì màu sắc tương tự với củ cải trắng. Cho nên sau khi Lâm Vĩ nhìn thấy tuyết sâm ngàn năm này liền tưởng lầm là củ cải trắng. Thật không ngờ, tuyết sâm ngàn năm này hàng thật có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Sau khi Lâm Vĩ nói xong, mọi người nhìn rõ hình dáng của tuyết sâm ngàn năm xong, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười chào phúng. Diệp Thu, cậu đây là đốt báo chí cho phần mộ, lừa gạt quỷ hả? Chuẩn bị hai củ cải trắng, cậu ở đây lừa ai hả? Cậu coi người nhà họ Lâm chúng tôi đều là một đám dế nhũi chưa thấy qua sự đời à? Lâm Thế Hải trừng mắt nhìn Diệp Thu, cười lạnh nói: "Đúng thế, cậu không tặng nổi quà thì thôi đi, cầm hai củ cải trắng ra đây gạt người, còn nói đây là ngân sâm ngàn năm chó má gì đấy? Nếu đây là ngân sâm ngàn năm, tôi đã ăn cái sofa phòng khách này rồi." Lưu Phương chỉ về chiếc sofa ở bên cạnh, khuôn mặt châm biếm nói. Diệp Thu, cậu cút đi cho tôi, thế mà lại cầm hai củ cải trắng tới trúc thọ, làm mất hết mặt của tiểu nhã nhà chúng tôi rồi. Bây giờ tôi đã hối hận thật rồi, lúc trước tại sao không tận lực ngăn cản tiểu nhã gả cho cậu, nếu tôi sớm biết cậu là một tên phế vật, cho dù tôi chết cũng sẽ không để tiểu nhã gả cho cậu, ly hôn, mau chóng ly hôn. Triệu Thư Đình chừng mắt nhìn Diệp Thu, gương mặt phẫn nộ gào thét. Tiểu Diệp, cậu làm gì vậy cậu cũng thật là hai cho dù là lâm thanh sơn vẫn luôn xem trọng diệp thu giờ phút này cũng thở dài một hơi trong mắt che kín thất vọng thấy vậy diệp thu hơi bất đắc dĩ lắc đầu nếu sớm biết đám người này không phân biệt được hàng thế này nên để người đàn ông đẹp trai tặng một chút đồ phổ thông bình thường thôi nhưng mà tỉ mỉ ngẫm lại hình như đây là đồ phổ thông nhất trong nhà kho của mình rồi nhưng mấu chốt là bây giờ không có ai nhận ra a à điều này làm cho diệp thu hơi cạn lời anh quay đầu nhìn lâm thanh nhã một cái lúc này khuôn mặt nhỏ của lâm thanh nhã đã lạnh đến cực điểm trong ánh mắt nhìn anh tràn ngập chán ghét và hờ hững điều này làm chi diệp thu cực kỳ bất đắc dĩ chỉ có thể nhìn lâm quốc đống cố gắng giải thích ông nội lâm đây là tuyết sâm ngàn năm thật ha ha mặc dù lão phu hơi hoa mắt nhưng lão phu không mù là cải trắng hay là tuyết sâm ngàn năm lão phu vẫn còn năng lực phân biệt Lâm Quốc đống lạnh lùng cười, khuôn mặt khinh thường nói. Diệp Phi, tôi thật sự không biết sao ra mặt anh lại dày như vậy, rõ ràng bị chúng tôi nhận ra là củ cải rồi, vẫn nói đây là tuyết sâm ngàn năm. Nếu nó là tuyết sâm ngàn năm, anh bắt tôi vào toilet ăn cứt cũng được. Lâm Vĩ mỉm mai nói. Đồ rác rưởi, mau cầm phá củ cải của cậu cút đi, cậu thật sự tưởng là mang củ cải uốn thành hình người, thì có thể làm tuyết sâm ngàn năm à. Cậu coi chúng tôi là đồ ngốc à, mau cút đi tôi không muốn nhìn thấy cậu ở nhà họ lâm nữa lâm thế hải cười lạnh nói đồ mất mặt còn không mau cút khỏi đây còn không đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài triệu thư đình trừng mắt nhìn diệp thu phẫn nộ nói còn những người còn lại ai nấy đều nhìn diệp thu bằng ánh mắt chế diễu hiển nhiên trong mắt bọn họ diệp thu giống như một tên thiểu năng trí tuệ thế mà dám mang củ cải giả làm tuyết sâm ngàn năm cũng không nhìn xem đây là chỗ nào. Phải biết rằng, chỗ này là nhà họ Lâm giàu có, có đồ tốt gì mà chưa từng nhìn thấy chứ. Ở chỗ này mà giả mạo tuyết sâm ngàn năm lừa người, đây không phải là giống như ra cổng đồn công an cướp bóc à. Đúng là quá ngu xuẩn, quá khôi hài, cát thần y tới rồi. Trong lúc mọi người đang cười nhạo Diệp Thu, ngoài cửa cũng không biết là ai bất ngờ hô lên một tiếng. Nghe thấy vậy, lực chú ý của tất cả mọi người ở đây đều bị hấp dẫn đi, bao gồm gia chủ nhà họ Lâm, Lâm Quốc Đống. Rõ ràng, bọn họ đều đang chờ đợi vị khách quý này. Cát Hồng Viễn, ở thành phố Giang Châu, thậm chí là cả tỉnh Thiên Nam, ông đều là thần y tiếng tăm lừng lẫy. Bao nhiêu người muốn tìm ông xem bệnh còn không đến lượt. Hiện giờ, cuối cùng có thể một lần thấy hình dáng. Tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ kích động. Các thần y tới thật rồi sao? Ôi mẹ ơi, trước kia toàn là thấy ông ấy trên truyền hình, hôm nay cuối cùng có thể gặp được người thật rồi. Hôm nay tới nhà họ Lâm là đi đúng rồi, các thần y là hoa đà ngày nay, nếu như may mắn được ông ấy chỉ điểm một hai câu, ít nhất có thể sống thêm được 10 năm. Thần như vậy sao? Không được, lát nữa nhất định tôi phải làm các thần y khám cho tôi. chấm 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 Trong lúc nhất thời hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía cửa biệt thự khuôn mặt tràn ngập mong đợi và sùng bái cho dù lâm thanh nhã vốn đang mặt lạnh giờ phút này trên gương mặt cô cũng tràn đầy chờ mong đôi mắt thường xuyên nhìn về phía cửa chính chờ đợi thần tượng xuất hiện khoảng một phút trôi qua một ông lão dầu bạc mặc đường trang màu đen bước chân vững vàng đi vào biệt thự mọi người lập tức kích động không ngừng bởi vì ông lão dầu bạc này chính là cát hồng viễn cát thần y còn lâm thanh nhã gặp được người mà mình sùng bái đôi mắt cô sáng rực bất thường khóe miệng phá lệ nở nụ cười diệp thu đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười nhìn thấy cát hồng viễn đi vào biệt thự lâm quốc đống vội vàng đứng lên chia tay phải ra vẻ mặt tươi cười ninh đón cát hồng viễn những người còn lại thấy vậy cũng vội vàng đi lên vây quanh tươi cười chào đón ý đồ ở trước mặt các thần y lượn lờ cho quen mặt quan hệ gần hơn một chút lúc đầu Cát Hồng Viễn cũng chuẩn bị đi tới chỗ Lâm Quốc Đống để bắt tay chào hỏi. Nhưng ngay lúc này, trong lúc vô tình, đôi mắt ông lại liếc thấy Diệp Thu đứng phía sau mọi người. Điều này làm cho cả người Cát Hồng Viễn run lên, còn tưởng là mình đã nhìn nhầm, vội vàng chăm chăm nhìn kỹ. Lần này nhìn, Cát Hồng Viễn đã nhìn hoàn toàn rõ. Không sai, chính là cậu ấy. Điều này khiến gương mặt của Cát Hồng Viễn nháy mắt phủ đầy kinh hỉ và kích động thậm chí ông còn kích động hơn gấp trăm lần so với lúc những người kia nhìn thấy ông. Ngay lập tức, Cát Hồng Viễn không cần biết đến ai nữa, trực tiếp vượt qua Lâm Quốc Đống đang đâm đầu đi tới muốn bắt tay với ông. Ông bước nhanh về phía sau, chỗ có Diệp Thu. Một màn này, không chỉ có Lâm Quốc Đống sướng sờ. Tất cả mọi người ở đây đều sướng sờ. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cát Hồng Viễn vậy mà đi thẳng xuống chỗ Diệp Thu. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Lâm Quốc đống chợt cứng đờ. Còn mọi người ở đây lại càng mơ hồ không hiểu chuyện gì. Chuyện gì thế này? Nhìn Cát Hồng Viễn đang bước nhanh đi về phía mình. Sắc mặt Diệp Thu khẽ biến, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Nếu Cát Hồng Viễn ở đây quỳ lại mình, vậy thì chẳng phải là sẽ bại lộ thân phận của mình ra sao? Nghĩ tới đây, Diệp Thu vội vàng nhanh chóng nháy mắt với Cát Hồng Viễn. Cát Hồng Viễn là lão thành tinh, chỉ cần một ánh mắt, liền đọc hiểu được ý của Diệp Thu. Nhưng bây giờ ông ta đã đi tới trước mặt Diệp Thu rồi, muốn quay đầu đã không còn kịp. Vì không để mọi người nghi ngờ. Cát Hồng Viễn vô thức cúi đầu, nhìn vào hai cây tuyết sâm ngàn năm trong tay Diệp Thu. Ông ta vốn chuẩn bị tùy tiện tìm một cái cớ. Nhưng sau khi ông ta nhìn rõ hai cây tuyết sâm ngàn năm kia thì ngây ngẩn cả người, vẻ mặt khiếp sợ nói: "Đây, đây lại là tuyết sâm ngàn năm?" Cát Hồng Viễn vừa nói ra lời này, toàn trường lập tức bùng nổ. Chương 32, hối hận đến xanh cả ruột rồi sắc mặt đám người Lâm Vĩ, Lâm Thế Hải nháy mắt biến đổi. Phải biết rằng, mấy phút trước, bọn họ còn cười nhạo hai cây củ cải trắng trong tay Diệp Thu. Nhưng giờ thì sao? Thế mà đến cả thần y Cát Hồng Viễn còn nói đấy là tuyết sâm ngàn năm. Thế chẳng phải cái đó là tuyết sâm ngàn năm thật sao? Cát thần y đại danh đỉnh đỉnh, trung quy còn chưa đến mức nhìn nhầm đâu. Nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều không bình tĩnh được nữa. Sắc mặt Lâm Quốc đống đổi rồi lại đổi, nhanh chóng đi lên phía trước, nhìn Cát Hồng Viễn, có chút không dám tin hỏi, Cát Thần Y, ông không nhìn nhầm chứ? Đây là tuyết sâm ngàn năm thật sao? Chẳng nhẽ đây không phải là củ cải? Củ cải? Lâm gia chủ, chắc không phải là ông đang nói đùa đấy chứ? Sao đây lại là củ cải được? Đây chính là thần dược có thể làm cho con người kéo dài tuổi thọ tăng thêm tuổi thọ, tuyết sâm ngàn năm A. Hơn nữa số năm của hai cây này đều phải 1.200 năm trở lên, điểm này tôi tuyệt đối sẽ không nhìn nhầm. Cát hồng viễn trắng mắt liếc lâm quốc đống một cái, nói cực kỳ khẳng định. Nghe vậy, cả người lâm quốc đống không kiềm chế được run lên. Còn sắc mặt của một nhà ba người lâm vĩ, giờ phút này đang cực kỳ khó coi. Đến cả thần y cát hồng viễn còn kết luận đây chắc chắn là tuyết sâm ngàn năm. Thử hỏi, Cả cái Giang Châu này, còn có ai có thể uy tín hơn Cát Hồng Viễn được nữa? Đừng nói là Giang Châu, phóng mắt cả cái tỉnh Thiên Nam cũng không có. Không, không thể nào. Diệp Thu là một kẻ nghèo hèn, phế vật ở rể ăn cơm mềm, cậu ta làm sao có tiền mua tuyết sâm ngàn năm chứ? Đây chắc chắn là củ cải, tuyệt đối không phải là cái gì mà tuyết sâm ngàn năm. Lâm Vĩ Điên cuồng lắc đầu, khuôn mặt không thể tin nổi, rõ ràng là trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận được sự thực này. Ô. Cát Hồng Viễn quay đầu liếc Lâm Vĩ một cái, lạnh lùng hỏi, nói như vậy, cậu đang nghi ngờ phán đoán của Lão Phu. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt Lâm Vĩ chợt thay đổi. Lâm Quốc đống vội vàng trừng mắt nhìn Lâm Vĩ, nổi giận nói, hỗn xược, sao cháu có thể ăn nói với các thần y như vậy? Ngậm cái miệng của cháu lại cho ta. Lâm Vĩ sợ tới mức rụt cổ, nhanh chóng ngậm miệng lại. Thấy vậy, Lâm Quốc đống vội vàng nhìn sang Cát Hồng Viễn, khuôn mặt tươi cười nói, các thần y đừng giận, nó chỉ là một đứa trẻ, cứ chó không hiểu chuyện, ngài ngàn vạn lần đừng chấp nhặt với nó. Không sao, các ông mắt thường không nhận biết tuyết sâm ngàn năm cũng rất bình thường. Nhưng mà lão phu có thể nói với các ông đặc biệt rõ ràng rằng, hai cây này chắc chắn là tuyết sâm ngàn năm, còn về giá trị. Mỗi một cây bảo thủ đánh giá tốt thiểu là một tỷ, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc mua được. Cát hồng viễn khoát tay áo, thản nhiên nói. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức kinh hãi. Lúc trước Lâm Vĩ dâng ra một cân đại hồng bào trị giá 500 vạn, đã làm cho bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Nhưng khiến bọn họ không ngờ đó là hai cây tuyết sâm ngàn năm mà Diệp Thu lấy ra, thế mà một cây có giá một tỷ. Đây quả thực là quá kỳ diệu rồi. Còn bọn họ trước đó lại còn chê cười Diệp Thu cầm hai cây củ cải trắng tới tặng lễ. Vừa nghĩ tới đây, Lâm Quốc Đống, một nhà ba người Lâm Vĩ, cùng với tất cả mọi người ở đây. Bọn họ chỉ cảm thấy hình như có một cái bạt tai vô hình, đang hung hăng tát lên mặt bọn họ, hơn nữa còn vang lên bôm bốp. Trong lúc nhất thời, mặt bọn họ đều đỏ rồi, nhất là Lâm Vĩ, vừa nãy cậu ta còn sông lên mỉm mai gay gắt nhất. Bây giờ khuôn mặt sắp bị đánh sưng rồi. Hơn nữa trước đó cậu còn chào phúng Lâm Thanh Nhã, nói lễ vật mừng thọ của Lâm Thanh Nhã giá cả còn chỉ bằng một phần năm so với đại hồng bào mà cậu tặng. Nhưng giờ thì sao, có cầm đại hồng bào của cậu và tuyết sâm ngàn năm trị giá 2 tỷ của Diệp Thu đi so. Cô thực là bị ngược thành cặn bã rồi. Điều này làm cho Lâm Vĩ Hận không thể lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Mà so với việc mọi người khiếp sợ. Giờ phút này Lâm Thanh Nhã cũng ngẩn tò te lặng người đứng im tại chỗ. Hiển nhiên là cô cũng không ngờ ông chồng ăn bám của mình, không ra tay thì thôi, một khi ra tay thì lại kinh người như vậy nhưng Diệp Thu lấy tuyết sâm ngàn năm ở đâu ra vậy? Quảng cáo sau 2 giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Cái đó những 2 tỷ A, à, hơn nữa có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã rất tò mò, cô định đợi khi quay về sẽ hỏi Diệp Thu. Nhìn mọi người đang sợ ngây người trước mặt. Diệp Thu cũng lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía Lâm Quốc Đống, mỉm cười nói, ông nội Lâm, nếu ông đã chướng mắt lễ vật mừng thọ của cháu, thế thì cháu cũng không làm khó ông nữa. Món quà này, cháu đành phải thu về thôi." Nói xong, Diệp Thu lại cầm hai cây tuyết sâm ngàn năm bỏ vào trong túi rác màu đen, sau đó lại một lần nữa nhét vào túi. Thấy một màn này, khóe miệng Lâm Quốc đống kịch liệt run rẩy. Ông ta vội vàng khoát tay, muốn bảo Diệp Thu đợi đã. Nhưng Diệp Thu nhìn cũng không thèm nhìn ông ta một cái, trực tiếp xoay người đi về bên cạnh Lâm Thanh Nhã. Giờ khắc này, trái tim lâm quốc đống đang nhỏ máu tuyết sâm ngàn năm ghế trị hai tỷ có thể kéo dài tuổi thọ tăng thêm tuổi thọ cứ thế bay mất rồi còn là bị mình chính tay từ chối điều này làm cho ông ta càng nghĩ càng đau lòng hối hận đến xanh cả ruột rồi mà lúc này cát hồng viễn không biết là cố ý hay vô ý ông ta nhìn lâm quốc đống vẻ mặt kinh ngạc hỏi lâm gia chủ lễ vật mừng thọ là tuyết sâm ngàn năm mà ông cũng chướng mắt ư ánh mắt của ông không khỏi cũng cao quá rồi đấy. Nghe thấy lời này, Lâm Quốc đống suýt nữa thì tức đến hộp máu ngay tại trận. Nhưng mà, việc đã đến nước này, ông ta cũng không tiện nói thêm cái gì nữa, chỉ có thể khoát tay, miễn cưỡng cười vui giải thích, các thần y đã hiểu lầm tôi rồi, không phải tôi chướng mắt, chỉ là không muốn để bọn trẻ tốn nhiều tiền như vậy. Cậu ấy vẫn còn trẻ, tiền giữ lại trong tay có thể dùng cho nhiều cái khác nữa. Xem ra Lâm gia chủ thật đúng là suy nghĩ cho hậu bối a, à, bái phục bái phục. Cát Hồng Viễn giơ ngón tay cái lên với Lâm Quốc Đống. Lâm Quốc Đống thấy vậy, thật sự là sắp khóc ra nước mắt rồi, nhưng trên mặt chỉ có thể giả bộ mỉm cười, vừa gật đầu vừa nói, nên làm, đều là chuyện nên làm. Mà đúng lúc này, Diệp Thu lại đi trở về. Thấy vậy, trước mắt Lâm Quốc Đống sáng ngời, còn tưởng là Diệp Thu đã thay đổi chủ ý, vội vàng nhìn Diệp Thu, vẻ mặt chờ mong hỏi. Tiểu Diệp à, có phải là cháu có đồ gì đó quên muốn giao cho ông không? Không sao, bây giờ cho ông cũng không muộn, ông chắc chắn sẽ nhận. Ám chỉ, điên cuồng ám chỉ, không đúng, cái này chắc đã coi như là nói rõ rồi. Đồ gì đó? Không có ạ, à, cháu chỉ muốn hỏi một chút, vì các thần y này đã nói rồi, cháu lấy ra đúng là tuyết sâm ngàn năm. Như vậy thì lời hứa hẹn của người nào đó có phải là nên thực hiện rồi không? Diệp thu lắc đầu vẻ mặt nhìn ngẫm hỏi, "Người nào hứa hẹn cái gì?" Lâm Quốc đống ngẩn người, vẻ mặt hoài nghi. Còn Lâm Vĩ và cả bà mẹ Lưu Phương lại thay đổi sắc mặt. Bởi vì trước đó hai người họ đã nói càn nói bậy. Nếu Diệp Thu lấy ra đúng là tuyết sâm ngàn năm, thế thì Lâm Vĩ sẽ đi ăn cứt, còn Lưu Phương sẽ ăn sofa ở phòng khách. Bây giờ, Diệp Thu bỗng nhiên nhắc tới chuyện này. Điều này làm cho hai người dâng lên một dự cảm không rõ trong lòng. Chương 33, nói lời phải giữ lời. Đúng lúc này, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch, quay đầu nhìn Lâm Vĩ và Lưu Phương, khuôn mặt nghiền ngẫm nói, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì các người một người nói muốn ăn cứt, một người nói muốn ăn sofa đúng không?" "Thế thì sao, bây giờ bắt đầu à?" Lời này vừa nói ra, sắc mặt của hai người lập tức thay đổi. "Diệp Thu, cậu dừng có mà quá đáng quá, tôi là cháu trai chi trưởng của nhà họ Lâm." tương lai thừa tự nhà họ lâm anh lại bảo tôi đi ăn cứt ư lâm vĩ chừng mắt nhìn diệp thu thẹn quá hóa giận quát đúng thế tôi giàu gì cũng là phu nhân của nhị thiếu gia nhà họ lâm mẹ ruột của người nối nghiệp tương lai nhà họ lâm cậu bảo tôi đi ăn sofa ư tôi thấy cậu điên rồi lưu phương cũng hung hắng chừng mắt nhìn diệp thu vẻ mặt khinh thường nói xem ra hai bị đang chuẩn bị nuốt lời à diệp thu hít mắt cười lạnh hỏi chúng tôi không ăn đấy, cậu bắt chúng tôi thế nào được? Đừng quên, đây là nhà họ Lâm, cậu chẳng qua chỉ là con rể ở rể của nhà họ Lâm mà thôi, hiểu chưa? Lâm Vĩ chừng mắt nhìn Diệp Thu, hung hăng nói. Ồ, Diệp Thu nghiền ngẫm gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Quốc Đống, mỉm cười hỏi, ông nội Lâm, ông đã nghe thấy rồi, bọn họ muốn nuốt lời, ông xem, phải làm sao? Lâm Quốc Đống nhíu mày trong lòng tất nhiên là ông ta thiên về phía Lâm Vĩ rồi, cho nên nói gì, ông cũng sẽ không để Lâm Vĩ đi ăn cứt. Vì thế, Lâm Quốc đống nhìn Diệp Thu, giảng hòa nói, tiểu Diệp à, chúng ta đều là người một nhà, lời nói đùa thì đừng coi là thật chứ. Lời nói đùa, vừa nãy lúc chúng cháu nói chuyện, nhưng đều nói năng có khí phách, đã có kỹ năng nói chuyện, thì sẽ có năng lực đi làm, làm người phải giữ chữ tín, cháu nói có đúng không? Diệp Thu cười lạnh hỏi lâm quốc đóng nhíu mày đang định mở miệng phản bác thế nhưng đúng lúc này cát hồng viễn ngồi ở một bên lại dành trước nói nói đúng quá đi làm người giữ chữ tín nói xong cát hồng viễn quay đầu nhìn lâm quốc đống cực kỳ nghiêm túc nói lâm gia chủ làm người nói ra thì phải giữ lời lẽ ra đây là chuyện nhà các ông tôi không nên can thiệp nhưng nếu như hậu bối nhà họ lâm đều là người nói lời mà không giữ chữ tín như này vậy thì chứng tỏ gia phong của các ông có vấn đề sau này tôi phải cân nhắc giảm bớt qua lại với nhà họ lâm thôi cát hồng viễn nói ra câu này khuôn mặt lâm quốc đông biến sắc lời của diệp thu ông ta có thể coi nhẹ nhưng cát hồng viễn thì không được dù sao bản thân ông ta thân mang bệnh nặng ông ta toàn là nhờ vào cát hồng viễn chữa bệnh bảo vệ tính mạng cho ông ta nếu vì chuyện này mà về sau cát hồng viễn không đến nữa vậy chẳng phải là ông ta chết chắc rồi sao vừa nghĩ tới đây lâm quốc đống vội vàng khoát tay chê cười nói các thần y hiểu lầm rồi nhà họ lâm chúng tôi sao có thể có người nói mà không giữ lời chứ nếu như có người như vậy tôi tuyệt đối sẽ trục xuất ngay ra khỏi nhà họ lâm nói xong lâm quốc đống nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lâm vĩ và lưu phương lạnh giọng nói hai người vừa nãy đã hứa hẹn cái gì còn khôn gờ mau thực hiện đi ông nội ba lâm vĩ và lưu an nháy mắt đần của người vẻ mặt khó tin nhìn Lâm Quốc Đống. Đừng nhìn ta, không nghe thấy lời của các thần y à. Làm người phải giữ chư tín, nếu hai người đã nói ra những lời như vậy, thì hãy nói được làm được đi. Nếu không, nhà họ Lâm chúng ta sẽ không tha cho các người. Sắc mặt Lâm Quốc Đống xanh mét nói. Lời này vừa nói ra. Sắc mặt của Lâm Vĩ và Lưu Phương cực kỳ khó coi. Vào giờ phút này, hai người đều tuyệt vọng đến sắc khóc rồi. Người đâu, đưa Lâm Vĩ vào nhà vệ sinh ăn cứt. Lâm Quốc đóng vẫy tay. Lập tức, hai vệ sĩ mặc co màu đen từ bên cạnh đi qua, tiến đến chỗ Lâm Vĩ, trực tiếp kéo cậu ta theo phương hướng nhà vệ sinh. Mặc cho Lâm Vĩ có kêu khóc giấy rụa thế nào, đều vô dụng. Thấy vậy, Lưu Phương cũng bị dọa cho co quắp ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái mét, không còn dáng vẻ cả vú lấp miệng em nữa. Lâm Quốc đống liếc nhìn Lưu Phương một cái, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu, thương lượng nói, tiểu Diệp à, ăn sofa này có vẻ không thực tế lắm, hay là cũng để cho cô ấy đi ăn cứt, cho cậu hết giận. Có thể, Diệp Thu Thành nhiên nói. Được, Lâm Quốc đống gật đầu, sau đó vẫy tay, lại có hai tên bảo vệ nữa kéo Lưu Phương vào toilet. Mà từ đầu tới cuối, không có bất cứ kẻ nào dám ngăn cản. Lâm Thế Hải và Triệu Thư Đình lúc đầu khí thế bức người, giờ phút này sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Lúc này, mọi người ở đây đều trầm mặc bởi vì cho dù có ngốc thì cũng nhìn ra, bây giờ Cát Hồng Viễn hoàn toàn là đang nói giúp Diệp Thu. Nếu có ai dám trêu chọc Diệp Thu không vui, có khi sẽ bị tóm đi toilet ăn cứ tha. Cảm giác này, nghĩ thôi đã làm người tuyệt vọng. Cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách đều yên lặng đến quỷ dị. Ước chừng khoảng nửa giờ sau, Lâm Vĩ và Lưu Phương bị bảo vệ sách từ toilet đi ra. Chẳng qua giờ phút này hai người lại không còn bộ dạng hung hăng như trước kia trên mặt hai người vẫn còn dính đầy chất lỏng màu vàng. Khóe miệng lại càng vàng, miệng tản ra mùi tanh thối. Hai người bị bảo vệ dựng lên, vừa đi vừa nôn, nôn ra trên sàn với khắp nơi đều là. Nhất thời cả phòng khách tràn ngập mùi tanh tươi. Điều này làm cho Lâm Quốc đống mắc ói. Hôm nay là thọ yến của ông ta, nhưng bây giờ trong phòng lại thối um lên, còn thối hơn cả nhà vệ sinh công cộng. Dẫn ra ngoài cho tôi, nhanh lên. Lâm Quốc Đống vội vàng phất tay, khuôn mặt đầy chán ghét nói. Nghe vậy, bảo vệ quăng hai người ra ngoài cổng biệt thự. Nhìn cháu trai đã thối đến mức không thành hình người, cùng với con dâu. Trong lòng Lâm Quốc Đống hét lên một chữ hận. Nhưng cắt hồng viễn ở đây, ông ta không tiện nổi giận với Diệp Thu, chỉ có thể cắn chặt răng, quay đầu nhìn về phía Diệp Thu, sắc mặt xanh mét hỏi, như này cậu đã hài lòng chưa? Tất nhiên, Diệp Thu mỉm cười, sau đó chắp tay với Lâm Quốc Đống, vẻ mặt nghiền ngẫm nói, nếu lễ vật của cháu, ông nội Lâm không hài lòng, vậy thì cháu sẽ thật sự là không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại đây được nữa, cháu xin từ biệt trước, chúc ông nội Lâm sinh nhật vui vẻ. Sắc mặt Lâm Quốc Đống tái mét, vui vẻ, tôi còn vui vẻ cái rắm thọ yến này đã cho cậu trộn thành cái dạng này rồi, tôi còn vui vẻ thế nào được. Không tức chết đã là may lắm rồi. Vào giờ phút này, ánh mắt Lâm Quốc Đống sắp phun ra lửa rồi. Nhưng mà, Diệp Thu lại không lo nhiều như vậy, nói xong liền xoay người trở lại bên cạnh Lâm Thanh Nhã, thấy Lâm Thanh Nhã vẫn còn đang trong khiếp sợ, anh mỉm cười hỏi, bà xã, chúng ta đi chứ. Lâm Thanh Nhã cũng biết lúc này cục diện hỗn loạn, không nên ở lại lâu, cô liền gật đầu, cùng Diệp Thu đi ra khỏi biệt thự. Cát Hồng Yến không chịu được cũng muốn đi theo, nhưng lại bị một ánh mắt của Diệp Thu ngăn lại. Hết cách rồi, Cát Hồng Viễn đành bất đắc dĩ ở lại, đợi hôm khác lại gặp Diệp Thu. Ra khỏi biệt thự, lên xe. Diệp Thu quay đầu nhìn Lâm Thư Nhã vẫn chưa nói chuyện, khẽ nhếch khóe miệng, cười hỏi, Lâm Tổng, hết giận chưa? Phụt! Lâm Thanh Nhã không nhịn được bật cười thành tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, anh a à anh, anh thật là, thế mà có thể để các thần y nói chuyện giúp anh. Chắc là ông ấy nhìn anh thuận mắt. Diệp Thu nhếch miệng cười, sau đó quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã, vẻ mặt ấy náy nói, chỉ đáng tiếc, làm xáo trộn thọ yến của ông nội em, ngượng ngùng A. chương 34, thực ra anh là Phú Hào ở ẩn. Không sao, ông nội tôi là người đặc biệt thấu tình đạt lý, ông ấy sẽ không ghi thù đâu. Lâm Thanh Nhã khoát tay, không sao cả nói. Thật sao? Hy vọng là vậy. Diệp Thu nhún vai. Anh không tin Lâm Quốc Đống không ghi thù, lúc gần đi ánh mắt muốn giết người kia của lâm quốc đống anh thấy rõ rành rành chẳng qua là ngại cắt hồng viễn ở đấy lâm quốc đống không tiện bùng nổ thôi đợi sau này chắc chắn không thể thiếu báo thù nhưng mà diệp thu không sợ chỉ cần có thể làm bà xã vui anh làm gì cũng được nghĩ tới đây ánh mắt diệp thu nhìn lâm thanh nhã nhất thời trở nên càng dịu dàng cái nhìn này làm lâm thanh nhã không được tự nhiên cô trừng mắt nhìn diệp thu tức giận hỏi, anh nhìn tôi như thế làm gì? Em xinh, Diệp Thu sinh tình nói. Cút đi, ít dỗ ngon dỗ ngọt tôi, tôi không ăn cái này. Lâm Thanh nhã trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó chớp chớp mắt, lạnh lùng hỏi, khai báo đi, tuyết sâm ngàn năm anh lấy từ chỗ nào? Hẳn là anh không có hai tỷ đi mua đồ đâu nhỉ? Đối diện với chất vấn của Lâm Thanh Nhã. Diệp Thu đã nghĩ xong cớ từ sớm rồi, trực tiếp nói, nói ra thì là anh may mắn, con người anh hiểu một chút về thuốc đông y, hôm đó ra ngoài đi dạo, trùng hợp đụng phải một lão nông ở bán đường bán tuyết sâm, nhưng mà ông ấy không biết nên bán tuyết sâm ngàn năm như tuyết sâm bình thường. Lúc đó, anh liếc mắt một cái là nhận ra, vì thế mua luôn hai cây tuyết sâm ngàn năm. Hơn nữa tổng cộng mới tốn có 20 đồng tiền. 20 đồng tiền. Lâm Thanh nhã trừng mắt tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy kinh ngạc. Dùng 20 đồng tiền mua được tuyết sâm ngàn năm trị giá 2 tỷ đây quả thực là ngang với chúng sổ số rồi lâm thanh nhã tranh thủ đánh giá từ đầu đến chân diệp thu một phen nhưng nhìn thế nào cô cũng cảm thấy diệp thu không giống như người có vận cứt chó anh không gạt tôi chứ lâm thanh nhã nhìn chằm chằm diệp thu nửa tin nửa ngờ hỏi sao anh lại lừa em chứ chính là như vậy đấy diệp thu bất đắc dĩ gật đầu thật sao lâm thanh nhã vẫn hơi không tin hỏi ghìa đấy thật ra anh là một phú hào ở ẩn, tùy tiện ra tay là 10 tỷ, trăm tỷ, tài sản của anh đủ mua mấy trăm tập đoàn lâm thị, cái này em tin rồi chứ. Diệp Thu bỗng nhiên nghiêm túc nói. Tôi phi, so với cái anh đang nói thì tôi tin vào chuyện anh tốn 20 đồng mua được tuyết sâm ngàn năm kia hơn. Bởi vì cái đó còn có khả năng, còn anh nói anh là phú hào ở ẩn, cái này không thể nào. Lâm Thanh nhã khẽ gắt một ngụm, tức giận nói. Anh là phú hào ở ẩn thật, em tin anh đi. Diệp Thu nghiêm túc nói: "Tôi tin anh cái quỷ, còn nói bữa nữa tôi sẽ tức giận." Lâm Thanh Nhã chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lạnh nói: "Ha ha, đừng đừng đừng, anh không đùa nữa." Diệp Thu vội vàng khoát tay, nhếch miệng cười nói: "Đam mỹ sắc, mà trong lòng anh thực ra là bất đắc dĩ. Quả nhiên là đầu năm nay, nói thật cũng không ai tin a. À. Nhưng thế cũng tốt, ít nhất thì sau này Lâm Thanh Nhã sẽ không hoài nghi về thân phận của mình nữa." Lâm Thanh Nhã hung hắng chừng mắt nhìn Diệp Phi, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không để ý đến Diệp Thu nữa. Thấy vậy, Diệp Thu còn tưởng Lâm Thanh Nhã giận mình rồi, nhanh chóng sát lại gần, cẩn thận hỏi, Lâm Tổng, em giận à? Thế nhưng, Lâm Thanh Nhã vẫn không để ý tới Diệp Thu. Cứ im lặng như vậy khoảng 5 phút. Lâm Thanh Nhã bất ngờ quay đầu lại, nhìn Diệp Thu, cô nghiêm túc hỏi, Diệp Thu, anh có muốn đi làm không? Hả? sao đột nhiên em lại hỏi cái này? Diệp Thu sướng sờ, nghi hoặc nói. Anh không thấy ở nhà cả ngày rất chán à? Một người đàn ông, không nên cả ngày ở nhà lau sàn nấu cơm nhỉ? Lâm Thanh nhã nhíu mày, hỏi. Kỳ thực, cô vẫn muốn để Diệp Thu có thành tựu của bản thân. Nếu bây giờ đã kết hôn rồi, thì có một số chuyện không thể thay đổi. Thế nên cô muốn Diệp Thu không vô dụng nữa, ít nhất là có một công việc bình thường cũng được một người đàn ông, cả ngày ở trong nhà làm công việc nội trợ, chờ bao nuôi. Đừng nói là bản thân cô coi thường, mọi người đều sẽ coi thường. Hơn nữa nếu như Diệp Thu có công việc bình thường để làm việc, người nhà họ Lâm cũng không nói những lời mắc óc như hôm nay nữa. Kỳ thực, điều mà Lâm Thanh nhã muốn rất đơn giản. Cô có thể chấp nhận người đàn ông nghèo, nhưng cô quyết không chấp nhận một người đàn ông không có trí cầu tiến. Vậy ý của Lâm Tổng là... Diệp Thu nhìn Lâm Thanh Nhã, nhích miệng cười hỏi anh tới lâm thị làm việc đi lâm thanh nhã hít sâu một hơi do so dự nửa ngày trời nói lâm thị công ty của em diệp thu sửng sốt đúng vật lâm thanh nhã gật đầu sau đó chuyển câu chuyện nhưng từ khi bắt đầu tôi chắc chắn sẽ không cho anh chức vị và tiền lương quá cao anh phải làm từ viên chức nhỏ đi lên thăng tiến dựa vào năng lực của bản thân anh có được không đương nhiên không thành vấn đề diệp thu gật đầu mỉm cười nói, "Có thể gần Lâm Thanh Nhã hơi một chút, mỗi ngày đều gặp mặt Lâm Thanh Nhã." Anh cao hứng còn không kịp, cầu còn không được đây. Lâm Thanh Nhã thấy Diệp Thu sảng khoái đồng ý như vậy, trong lòng cũng vui mừng. Chỉ cần Diệp Thu chịu cố gắng, đồng ý thay đổi. Thế thì cô cũng nguyện ý cho Diệp Thu một cơ hội, một cơ hội chân chính trở thành chồng của mình. Tất nhiên rồi, mọi chuyện còn phải xem biểu hiện sau này của Diệp Thu mới được. 10 giờ sáng mai Tới công ty tìm tôi báo cáo, tôi sẽ để thư ký sắp xếp chiếc vị cho anh, nhớ kỹ, không được đến muộn." Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, thản nhiên nói. "Ok, ngày mai anh nhất định tới đúng giờ." Diệp Thu vội vàng đồng ý. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã gật đầu, sau đó khởi động xe, lái ra khỏi đại viện nhà họ Lâm. Bởi vì công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý. Lâm Thanh Nhã đưa Diệp Thu gần cổng của tiểu khu Hãn Hải Lam Thành sau đó trực tiếp lái xe tới công ty diệp thu nhìn theo chiếc xe của lâm thanh nhã rời đi sau đó chuẩn bị xoay người đi về tiểu khu nhưng ngay lúc này một xe cảnh sát lại bất ngờ dừng trước mặt diệp thu ngay sau đó cửa xe mở ra một nữ cảnh sát để tóc ngắn mặc cảnh phục chỗ hồng đeo một chiếc súng từ trong xe đi xuống theo sau còn có hai tên cảnh sát nữ cảnh sát đi tới trước mặt diệp thu Trực tiếp lấy thẻ cảnh sát của mình bày ra trước mặt Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi: "Anh chính là Diệp Thu phải không?" "Là tôi, có chuyện gì không?" Diệp Thu nhíu mày, nghi hoặc nói: "Tôi nghi ngờ anh có tham gia một vụ đánh nhau có dùng binh khí của xã hội đen, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát để hỗ trợ điều tra." Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Nói xong, cô ta vẫy tay với hai tên cảnh sát ở phía sau, ra lệnh còng tay lại rồi đưa lên xe. Đánh nhau Diệp Thu lặng đi một lát, trong lòng cũng nghi hoặc một trận, lẽ nào là cái lần hôm qua ở hầm đỗ xe. Mà lúc này, hai vị cảnh sát đã đi lên trước, hơn nữa còn lấy ra còng tay. Long thần ở rể. chương 35, hai con chó Husky thấy vậy. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không định phản kháng, rất phối hợp để cảnh sát còng tay mình. Ngay khi hai vị cảnh sát chuẩn bị đưa Diệp Thu lên xe. Một cỗ hàn ý lành lạnh đột nhiên từ trên trời hạ xuống, bao phủ lên người nữ cảnh sát cùng với hai tên cảnh sát. Cố hàn ý này làm cho ba người không tự chủ được run lên. Nữ cảnh sát biến sắc, theo bản năng muốn rút súng của mình ra. Bởi vì trực giác nói cho cô biết, có người muốn tấn công mình. Cảm nhận được cố hàn ý này, khóe miệng Diệp Thu nhếch lên một độ cong, sau đó quay đầu nhìn về phía một gốc cây đại thụ cách đó không xa, khẽ lắc đầu. Mà theo Diệp Thu lắc đầu, cỗ hàn ý bao phủ trên người nữ cảnh sát lập tức biến mất không thấy đâu. Điều này khiến cho nữ cảnh sát sừng sốt, vội vàng nhìn bốn phía, sau khi xác định không có nhân vật khả nghi, lúc này mới thu súng về, ra lệnh cho hai cảnh sát kia đưa lên xe. Hai tên cảnh sát gật đầu, đưa Diệp Thu lên xe. Nữ cảnh sát cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, mãi đến khi xác định không có tình hình khác thường, lúc này mới ngồi lên ghế lái phụ trên xe cảnh sát. Ngay sau đó, xe cảnh sát nghênh ngang rời đi vào lúc xe cảnh sát lái đi đó phía trên cây đại thụ mà diệp thu nhìn trước đó một đạo bóng đen thình lình hiện lên sau đó biến mất không thấy nữa sở cảnh sát thành phố giang châu trong phòng thẩm vấn diệp thu bị còng vào chiếc ghế thẩm vấn bên trong một mảnh tối đen chỉ có một ngọn đèn sợi đốt được đặt trên bàn thẩm vấn trước mặt diệp vấn ánh sáng trắng trói mắt chiếu lên khuôn mặt khiến anh có chút không mở nổi mắt vào lúc này cửa phòng thẩm vấn mở ra tiếng bước chân vang lên một bóng hình xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt diệp thu chính là nữ cảnh sát phụ trách bắt diệp thu lúc trước không thể không nói nữ cảnh sát này cũng được xem như là một cực phẩm mỹ nữ ngũ quan xinh xắn không dùng bất kỳ phấn trang điểm gì đã xinh đẹp rồi có thể là do huấn luyện quanh năm hình thể của cô ấy thậm chí còn hoàn hảo hơn chỗ nên lồi thì lồi chỗ nên lõm thì lõm dáng người cao gần một m bảy lộ ra đôi chân thon dài thẳng tắp mọi thứ đều vừa phải mặc dù bây giờ cô ấy đang mặc đồng phục cảnh sát nhưng vẫn khó mà che được đường cong gợi cảm hình chữ s của cô giỏi giang gợi cảm dùng hai từ này để hình dung cô không thể thích hợp hơn mà thường thường phụ nữ kiểu này đối với đàn ông mà nói đều có một loại lực hấp dẫn độc đáo nhưng mà diệp thu chỉ liếc cô cảnh sát này một cái Tiện thể nhìn qua bài cảnh trước ngực. Sau khi biết nữ cảnh sát này tên là Hàn Tiêu Tiêu, anh liền thu lại ánh mắt. Bởi vì trực giác nói cho anh biết, phụ nữ như này không dễ chọc, hơn nữa cũng rất phiền toái. Huống cho, anh đã có vợ rồi. Trong mắt anh, những người phụ nữ khác đều là hồng phấn khô lâu mà lâu. Hàn Tiêu Tiêu đi tới trước bàn thẩm vấn, đem bản ghi trong tay hung hăng ném lên bàn, lạnh lùng nói, thành thật khai báo đi khai báo cái gì a à? diệp thu nghi hoặc nói ghìa bộ hồ đồ với tôi đúng không được lắm thế chúng ta làm từng bước một hàn tiêu tiêu lạnh lùng cười một cái sau đó cầm bản ghi tới trước mặt diệp thu lạnh lùng hỏi tên cô không biết diệp thu hỏi ngược lại tôi đang hỏi anh hàn tiêu tiêu chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói diệp thu diệp thu bất đắc dĩ nói giới tính Hàn Tiêu Tiêu tiếp tục lạnh lùng hỏi. Diệp Thu lập tức vạch đen đầy đầu, anh nhìn Hàn Tiêu Tiêu, có chút cạn lời hỏi, chẳng nhẽ cô không nhìn ra à? Tôi hỏi anh giới tính. Hàn Tiêu Tiêu lạnh giọng nói. Hay là, tôi cởi quần ra cho cô xem nhá? Diệp Thu đùa cợt hỏi. Diệp Thu, Hàn Tiêu Tiêu chừng hai mắt tròn xoe, giọng điệu lạnh như băng nói, nếu anh còn tiếp tục không hợp tác, thì mãi mãi đừng nghĩ đi ra ngoài, tôi hỏi lại anh lần cuối, giới tính. Nữ, Diệp Thu nhún vai, trêu tức nói: "Diệp Thu, anh cố tình không hợp tác đúng không?" Hàn Tiêu Tiêu nhướng mày, lạnh giọng hỏi: "Cô vẫn luôn để tôi hợp tác, vậy thì xin hỏi Hàn cảnh quan, rốt cuộc dân đen phạm phải tội gì? Có lấy ra được chứng cứ không?" Diệp Thu vẻ mặt vô tội hỏi: "Anh muốn bằng chứng đúng không? Được, bây giờ tôi sẽ đưa cho anh bằng chứng mà anh muốn." Khuôn mặt nhỏ của Hàn Tiêu Tiểu lạnh lẽo sau đó cho tay vào túi áo, lấy điện thoại của mình ra, giơ lên trước mặt Diệp Thu, lạnh lùng nói: "Điện thoại trong tay tôi có camera ghi lại anh và nhóm Hắc đạo dừng xe ở cổng hầm đỗ xe của trung tâm thương mại dùng vũ khí đánh nhau, thậm chí video cuối cùng, tôi còn nghi ngờ anh đã giết người. Nếu bây giờ anh khai báo đúng sự thật, có có thể tranh thủ được xử lý khoan hồng. Nhưng nếu như anh tiếp tục làm con việt mạnh miệng, vậy thì đừng trách tôi không khách khí." Nghe Hàn Tiêu Tiêu nói vậy, Diệp Thu cũng híp mắt. Của nhiên là lần đó bị quay phải rồi. Có điều, Diệp Thu không có bất kỳ sự hoang mang nào. Anh mỉm cười, khuôn mặt vô tội nói. Hàn cảnh quan, tôi không biết cô đang nói gì, video đánh nhau gì cơ. Tôi không biết, vẫn mong cô cho tôi xem. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, hôm nay tôi sẽ làm anh chết tâm. Hàn tiêu tiêu cười lạnh, lập tức mở khóa điện thoại, mở album, bấm vào một đoạn video có ghi chú cuộc chiến băng đảng ngầm, dơ nó lên trước mặt Diệp Thu, sau đó nói anh xem kỹ cho tôi, bên trong có phải là anh hay không. Diệp Thu nhìn lướt qua video, nhất thời không nhịn được cười ra tiếng, phụt, thật ngại quá hàn cảnh quan, đây chính là cái mà cô gọi là hắc đạo dùng vũ khí đánh nhau sao. Ừ, hàn tiêu tiêu nhíu mày, sau đó cầm di động nhìn qua màn hình điện thoại. Này vừa thấy, cả người hàn tiêu tiêu sững sờ bởi vì trong đoạn video đang được phát không có diệp thu hay băng đảng hắc đạo nào đang đánh nhau cả mà chỉ có hai con chó husky đang đánh nhau cảnh đó khỏi nói là buồn cười đến mức nào thấy vậy sắc mặt hàn tiêu tiêu nháy mắt đỏ lên cực kỳ xấu hổ cô nhanh chóng tắt video lại úp điện thoại xuống nhưng trong điện thoại của cô chỉ có một video hơn nữa cô cô còn ghi chú trước rồi không thể sẽ phát sai a à. Nhưng hai con husky kia là có chuyện gì? Lúc đầu Hàn Tiêu Tiêu còn tưởng là hệ thống bị lỗi, lại mở lại video đó một lần nữa. Vẫn là hai con husky đó, hơn nữa đánh nhau rất kịch liệt, một bên cắn, một bên đánh. Mặc dù không có âm thanh, nhưng càng xem càng buồn cười. Giờ phút này, Hàn Tiêu Tiêu cũng ngốc rồi. Hàn Cảnh Quan, cô đưa điện thoại sang đây, để tôi xem xem cuối cùng con husky nào thắng. Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu nhếch khóe miệng nói. Nghe vậy, Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diệp Thu, hít mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên lạnh giọng hỏi, có phải là anh đã dở trò quỷ không? Trời đất trứng giam A, à, Hàn cảnh quan, cô oan uổng tôi rồi, từ lúc tôi đi vào đến giờ, tôi có động vào điện thoại của cô không? Diệp Thu ủy khuất nói. Nói nói, còn sắp rơi nước cả nước mắt nữa. Hành động này, đó gọi là một lô hỏa thuần thanh. Được lắm, tốt nhất là anh đừng để tôi phát hiện là anh làm trò, nếu không anh xem tôi sẽ thu thập anh thế nào. Hàn tiêu tiêu ghiếp mắt, chỉ vào mũi Diệp Thu, cắn chặt răng lạnh lùng nói. Thế bây giờ chứng cứ đã không còn, có thể thả người chưa? Diệp Thu nhếch miệng cười hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. mươi 36, ai cũng không được thả thả người. Anh cảm thấy video quan trọng như vậy, cục cảnh sát sẽ không có dự phòng sao? Bây giờ tôi sẽ đi lấy tới, anh Thành thật đợi cho tôi." Hàn Tiêu Tiêu hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. Nói xong, cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Hàn Tiêu Tiêu, khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nhìn ngẫm. Tất nhiên anh biết, video trong điện thoại của Hàn Tiêu Tiêu bị người đánh cháo là người của mình ra tay. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cái gọi là dự bị của cục cảnh sát cũng giống như vậy rồi mà chính mình chỉ cần chờ thả người là được nghĩ tới đây diệp thu khẽ nhách khóe miệng dứt khoát nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế thẩm vấn nhắm mắt dưỡng thần đứng lên phòng cảnh sát của tỉnh thiên nam nơi này phụ trách quản lý chung tất cả các sở cảnh sát ở tất cả thành phố huyện thôn trong tỉnh thiên nam mà cục cảnh sát giang châu tất nhiên cũng ở trong đó đúng lúc này điện thoại bàn trong văn phòng cục trưởng lại liên tiếp vang lên cục trưởng thấy vậy nhất thời nhíu mày. Bởi vì điện thoại này, nối thông với Kinh Thành, chỉ có mấy vị lãnh đạo ở Kinh Thành mới xê ó thể gọi thẳng vào. Trong lúc nhất thời, Cục trưởng không dám do dự, vội vàng nghe điện thoại. Thế nhưng vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm trầm thấp mà lại phẫn nộ cảnh sát Giang Châu các cậu làm việc kiểu gì vậy. Thế nào mà đến cả vị kia cũng bắt. Nhanh chóng thả người ra cho tôi. Bộ trưởng hậu, ngài đừng vội, Người mà ngài nói là vị nào thế? Cục trưởng mờ mịt, cậu nói là vị ấy. Anh ta họ Diệp, còn cần tôi phải nói nhiều nữa không? Bộ trưởng Hậu rất là tức giận nói. Cục trưởng nghe vậy, sắc mặt nháy mắt biến đổi, vội vàng nói, "Bộ trưởng Hậu, tôi đã hiểu rồi, trong vòng 10 phút, tôi sẽ xử lý tốt mọi chuyện." Đầu dây bên kia nghe vậy, trực tiếp cúp máy. Cục trưởng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán cười khổ nói, Triệu Khôn Sơn ơi là Triệu Khôn Sơn, cậu đúng là có thể chọc phiền toái cho tôi a. À? Ngay sau đó, cục trưởng nhanh chóng bấm số điện thoại của cục trưởng cục cảnh sát Giang Châu, Triệu Khôn Sơn. Cục cảnh sát thành phố Giang Châu, bên trong phòng thẩm vấn. Phanh. Bất ngờ có một tiếng vang thật lớn. Cánh cửa phòng thẩm vấn bị người từ bên ngoài đạp một cước vang ra. Hàn Tiêu Tiêu phẫn nộ xông vào, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thu, nắm cổ áo Diệp Thu tức giận quát diệp thu anh nói có phải là anh làm trò quỷ không tại sao tất cả video dự bị của cục cảnh sát đều biến thành chó husky hết rồi phốc diệp thu không nhịn được bật cười ra tiếng ngay tại chỗ anh cười cái gì mà cười tôi đang thẩm vấn anh anh nghiêm túc cho tôi hàn tiêu tiêu hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói hàn cảnh quan cô không thấy câu hỏi của cô rất buồn cười sao người tôi bị còng ở đây xin hỏi làm sao mà tôi đi đổi tất cả video của cảnh cục các cô thành chó Husky được? Diệp Thu bĩu môi, vẻ mặt châm chọc hỏi. Hàn Tiêu Tiêu cũng ngẩn ra, bởi vì xác thực là không có khả năng này. Nhưng không biết vì sao, cô cứ cảm thấy Diệp Thu khả nghi. Những chuyện này thực sự rất kỳ quái. Cô vừa mới bắt Diệp Thu vào, đầu tiên là video giám sát trong điện thoại bị cháo. Hiện tại tất cả video dự bị của cảnh cục đều bị cháo chuyện này làm cho Hàn Tiêu Tiêu khó mà không nghi ngờ Diệp Thu. Chỉ thấy Hàn Tiêu Tiêu nhướng mày, chừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng hỏi, tôi hỏi lại anh lần cuối, chuyện này rốt cuộc có liên quan đến anh hay không? Không có, tôi không biết gì hết, cũng không làm gì hết. Diệp Thu vô tội nói. Được, anh không chịu thừa nhận đúng không? Tôi có cách làm anh thừa nhận. Khuôn mặt Hàn Tiêu Tiêu phát lạnh, một tay nắm lấy cổ áo Diệp Thu, tay còn lại nắm thành nắm đấm, nhìn dáng vẻ này rõ ràng là muốn đánh diệp thu sao nào cô còn muốn nghiêm hình bức cung không thành diệp thu hít mắt hỏi hôm nay tôi nghiêm hình bức cung đấy khuôn mặt nhỏ của hàn tiêu tiêu phát lạnh trực tiếp vung nắm đấm muốn đánh vào mặt diệp thu thấy vậy sắc mặt diệp thu trầm xuống sau đó chuẩn bị mạnh mẽ thoát ra khỏi còng tay dành trước chế phục hàn tiêu tiêu dù sao thì anh còn phải giữ cái khuôn mặt này để bà xã Lâm Thanh Nhã của mình từ từ yêu anh nữa. Nếu để Hàn Tiêu Tiêu đánh hỏng rồi, thế sau này phải làm sao? Nhưng mà, ngay khi hai tay Diệp Thu chuẩn bị phát lực, mạnh mẽ xé đứt còng tay. Loảng xoảng chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Cửa sắt của phòng thẩm vấn bất ngờ bị người ở bên ngoài một cước đá văng. Một người đàn ông trung niên dáng người mập mạp, mặc cảnh phục đầu đầy mồ hôi xông vào. Sau khi ông ta nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thẩm vấn, mặt ông ta biến sắc vội vàng hét lớn hàn tiêu tiêu cô dừng tay cho tôi nghe tiếng hàn tiêu tiêu ngây ngẩn cả người quay đầu nhìn người vừa tới cô vội vàng buông diệp thu ra nghi ngờ nói cục trưởng sao ông lại tới đây nếu tôi còn không đến là cô chọc cho tôi một đống rắc rối sao hả bây giờ đủ lông đủ cánh rồi cô học thực thi pháp luật một cách thô bạo hả mau thả người ra cho tôi Triệu Khôn Sơn hung hăng lườm Hàn Tiêu Tiêu một cái, sắc mặt nghiêm khắc nói. Nói thật, trước khi tới đây, Triệu Khôn Sơn rất sợ hãi, trái tim của ông ta bây giờ vẫn còn thình thịch thình thịch không ngừng đây này. Bởi vì lúc nãy Cục trưởng Cục Cảnh sát tỉnh đã nói rất rõ ràng, nếu Diệp Thu rớt một cọng tóc. Vậy thì chức Cục trưởng này của ông cũng có thể ngừng được rồi. Không thả, anh ta liên quan tới đánh nhau có vũ khí, hơn nữa còn là tình nghi giết người, kiên quyết không thể thả. Hàn Tiêu Tiêu cắn chặt răng, vẻ mặt kiên định nói. Đánh nhau, giết người, chứng cứ đâu? Sắc mặt triệu khôn sơn trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chứng cứ, chứng cứ tạm thời xảy ra chút vấn đề, nhưng mà tôi sẽ tìm được chứng cứ rất nhanh thôi. Sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu thay đổi, không khỏi nghĩ tới chuyện hai con chó Husky, khuôn mặt có hơi xấu hổ. Vậy là tạm thời chưa có chứng cứ. Nếu đã không có chứng cứ, vậy thì lập tức thả người cho tôi. Triệu Khôn Sơn tức giận nói. Không thả, anh ta là kẻ tình nghi, tôi có quyền gian anh ta 24 tiếng, hơn nữa tôi bảo đảm, trong vòng 24 tiếng, tôi nhất định tra ra được chứng cứ, vẫn xin cục trưởng đừng can thiệp quá nhiều. Bởi vì tôi đang dựa vào pháp luật, chấp pháp công bằng, cho dù ông là cục trưởng, cũng không thể coi thường pháp luật. Hàn Tiêu Tiêu kiên định nói, thái độ rất cứng rắn. Cô, Triệu Khôn Sơn tức đến nỗi hai mắt trừng lên, thịt mỡ trên khuôn mặt khuôn ngừng run rẩy hàn tiêu tiêu, được a à, học được lấy pháp luật ra ép tôi đúng không? Được, tôi cho cô 24 giờ, nếu trong vòng 24 giờ, cô không tìm ra được chứng cứ, vậy thì cô cứ đợi mà chịu phạt đi. Đến lúc đó cho dù bố cô có tới tìm tôi nói chuyện cũng vô dụng. Khuôn mặt của hàn tiêu tiêu thay đổi, cắn chặt răng, bây giờ tôi sẽ đi điều tra, trong vòng 24 giờ, tôi nhất định tra ra chứng cứ. Nhưng trước lúc đó, ai cũng không được thả người này thả rồi là làm trái với pháp luật tôi nhất định sẽ truy cứu theo pháp luật nói xong hàn tiêu tiêu bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn theo đó là một tiếng đóng cửa vang lên nhất thời bên trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại cục trưởng triệu khôn sơn và diệp thu triệu khôn sơn bất lực thở dài sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt diệp thu áy náy nói diệp tiên sinh thật sự là xin lỗi anh cô gái đó quả thực là quá cứng còn lấy pháp luật ra ép tôi Tôi thân là cục trưởng, không thể biết rồi mà vẫn vi phạm. Cho nên chỉ có thể để anh hạ mình ở trong này nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Chương 37, bàn tay đen vô hình. Không sao." Diệp Thu lắc đầu, lập tức cúi đầu nhìn chiếc vòng tay trên cổ tay, thản nhiên hỏi, "Có thể mở chiếc vòng này ra cho tôi không?" "Tôi không đi là được." "Đương nhiên là được." Triệu Khôn Sơn gật đầu, nhanh chóng lấy chiếc chìa khóa bên hông ra, tiến lên mở còng tay cho Diệp Thu. Diệp Thu hoạt động một chút cổ tay, ngẩng đầu nhìn Triệu Khôn Sơn, nghi hoặc nói: "Thân phận của tôi, ông đã biết rồi." Bên trên không nói rõ, nhưng đặc biệt sao cho tôi, nhất định không thể để ngài chịu nửa điểm ủy khuất. Triệu Khôn vội vàng lắc đầu, nói: "Kỳ thứ ông ta cũng rất tò mò với thân phận của Diệp Thu, thế mà có thể làm cho cấp tỉnh thậm chí là kinh thành đều coi trọng như vậy. Nhưng mà, ông ta lại không dám hỏi nhiều." Trong cơ chế đợi nhiều năm như vậy rồi, ông ta vẫn biết cái nào nên hỏi cái nào không nên hỏi ồ thế thì tốt diệp thu gật đầu cũng yên tâm dù sao thì vừa mới về giang châu chưa được mấy ngày anh không muốn cho quá nhiều người biết thân phận của mình sau khi hàn tiêu tiêu lao ra từ phòng thẩm vấn cô lái xe tới trung tâm thương mại thăng đạt cô muốn đi điều tra băng ghi lại của camera dưới hầm gửi xe nếu tất cả băng ghi hình dự bị của cục cảnh sát đã bị người đánh cháo cô vẫn không tin là video của trung tâm thương mại thăng đạt bên này còn có thể để người đánh cháo nữa thế nhưng khi cô đến bộ phận giám sát an ninh để kiểm tra video giám sát cô suýt nữa thì tức tới hộp máu lần này video giám sát tại trung tâm thương mại thăng đạt không bị đánh cháo nhưng lại còn tuyệt hơn toàn bộ ổ cứng dùng để lưu trữ các video giám sát trong trung tâm thương mại thăng đạt đã bị định dạng trực tiếp và tất cả các video trong đó đã bị xóa sạch hơn nữa quan trọng nhất là không ai biết là ai làm. Nếu không phải Hàn Tiêu Tiêu đến kiểm tra bất ngờ, thì đến cả nhân viên công tác của trung tâm thương mại Thăng Đạt cũng không biết ổ cứng của mình đã bị định dạng. Trong lúc nhất thời, cả người Hàn Tiêu Tiêu đều choáng váng. Cô cảm thấy phía sau màn hình như có một bàn tay đen vô hình. Mỗi khi cô phát hiện ra nơi nào có chứng cứ, bàn tay đen đó luôn luôn đi trước một bước, tiêu diệt hết tất cả các bằng chứng, khiến cô không thể nào xuống tay giờ khác này người đã ra làm việc được nhiều năm như cô lại cảm nhận thấy một cảm giác vô lực sâu sắc không có video ghi lại lại không có nhân chứng chứng kiến không có một cái chứng cứ nào cả nếu như vậy cô chỉ có thể thả người nhưng hàn tiêu tiêu cực kỳ không cam tâm bởi vì cô luôn cảm thấy tất cả những chuyện này có liên quan đến diệp thu diệp thu tuyệt đối không phải là một người đơn giản nghĩ tới đây hàn tiêu tiêu vội vàng lái xe trở lại cục cảnh sát đi vào phòng thẩm vấn hàn tiêu tiêu vừa đẩy cửa ra giây tiếp theo khuôn mặt cô nháy mắt trầm xuống bởi vì trong phòng thẩm vấn lại không có một ai điều này làm cho nộ khí của hàn tiêu tiêu thoáng cái bốc lên tận trời cô vươn tay bắt được một viên cảnh sát đi ngang qua tức giận hỏi người đâu người trong căn phòng này đâu ở ở phòng cục trưởng viên cảnh sát run rẩy nói nghe vậy hàn tiêu tiêu không nói hai lời xoay người xông đến phòng cục trưởng phòng làm việc của cục trưởng diệp thu vắt chéo hai chân ngồi trên sofa triệu khôn sơn rót một chén trà ngon bưng đến trước mặt diệp thu cung kính nói diệp tiên sinh mời anh dùng trà ừ diệp thu gật đầu tiếp lấy chén trà đang chuẩn bị uống một ngụm đúng lúc này chi nghe phanh một tiếng cửa phòng làm việc bị người bên ngoài bất ngờ đẩy ra hàn tiêu tiêu hùng hùng hổ hổ xông vào nhưng mà vừa đi vào văn phòng hàn tiêu tiêu nhìn thấy một cảnh tượng trước mặt diệp thu cầu thả bắt chéo hai chân ngồi trên sofa uống trà còn triệu khôn sơn lại giống như người hầu khom lưng vẻ mặt nịnh nọt chờ diệp thu bên cạnh cảnh tượng này hàn tiêu tiêu sững sờ mắt mở tròn xoe vẻ mặt không dám tin nói cục trưởng ông khụ khụ triệu khôn sơn ho khan hai tiếng lập tức thẳng lưng trừng mắt nhìn hàn tiêu tiêu vẻ mặt nghiêm túc nói hàn tiêu tiêu trong mắt cô có còn quy củ nữa hay không vào phòng làm việc của tôi bây giờ còn không gõ cửa nữa hả không phải tôi cứ tưởng ông thả kẻ tình nghi đi rồi tôi vội quá cho nên tôi hàn tiêu tiêu vội vàng giải thích cho nên cô cứ thế mà xông thẳng vào hàn tiêu tiêu tôi nói lại cho cô một lần nữa trước khi chưa có chứng cứ xác thực không được xưng hô với diệp tiên sinh như vậy chúng ta là cảnh sát không chỉ cần làm việc theo pháp luật hễ việc gì cũng phải giảng chứng cứ triệu khôn sơn nghiêm khắc nói ông ta ở giờ phút này cùng với lúc rót trà cho diệp thu quả thực là tưởng như hai người cục trưởng tất cả chứng cứ đều bị anh ta xóa sạch rồi hàn tiêu tiêu chỉ vào diệp thu cắn chặt răng nói vậy sao cô dựa vào đâu nói là diệp tiên sinh chứng cứ của cô đâu triệu khôn sơn trầm giọng hỏi tôi, tôi không có. Hàn tiêu tiêu cúi thấp đầu, rõ ràng là không chắc chắn. Bởi vì hết thảy đều chỉ là phán đoán của cô, còn chưa tìm được chứng cứ xác định để chứng minh là Diệp Thu làm. Thế thì đừng có tùy tiện vô tội. Triệu Khôn Sơn trừng mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu một cái, sau đó ánh mắt hơi chuyển, thử khuyên giải, nếu cô không tìm được chứng cứ để chứng minh Diệp Tiên Sinh tham gia vào trận đánh nhau, lại không tìm được chứng cứ chứng minh Diệp Tiên Sinh tiêu hủy video, tôi thấy chi bằng, Hãy thả Diệp Tiên Sinh ra đi. Không được. Vừa nhắc tới chuyện này, thái độ của Hàn Tiêu Tiêu nháy mắt trở nên cương quyết, cắn chặt răng nói, tôi đã nói là trong vòng 24 giờ, nếu tôi không tra được chứng cứ liên quan thì ông cứ việc thả người, nếu không ai dám thả người tôi sẽ bắt kẻ đó. Cô, Triệu Khôn Sơn tức đến nỗi hai mắt trợn lên. Tôi đi thu thập chứng cứ. Hàn Tiêu Tiêu cũng không nhiều lời với Triệu Khôn Sơn, trực tiếp xoay người ra khỏi phòng làm việc lúc đi đến cửa phòng hàn tiêu tiêu quay đầu hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu lạnh giọng nói diệp thu anh ngàn vạn lần đừng để tôi tìm được chứng cứ anh tiêu hủy video ghi hình nếu không anh cứ đợi mà ở cả đời sau trong ngục giam đi nói xong hàn tiêu tiêu hung hăng đẩy cửa rời đi đây hai đúng là vô pháp vô thiên triệu khôn sơn tức giận thở dài một hơi sau đó nhanh chóng nhìn về phía diệp thu gương mặt áy náy nói diệp tiên sinh thật xin lỗi tôi không chịu được cô nhóc này hay là thế này đi ngài hạ mình ở phòng làm việc của tôi nghỉ ngơi một tối tối nay sáng mai thời gian đến tôi sẽ đích thân tiễn ngài rời đi đến lúc đó ai ngăn cũng vô dụng hàn tiêu tiêu này bối cảnh chắc không nhỏ nhỏ sắc mặt diệp thu bình tĩnh nhấp một ngụm trà mỉm cười hỏi ai đừng nhắc nữa ba cô ta là người đứng đầu trong thành phố triệu khôn sơn cười khổ nói tôi bảo mà chẳng trách ông hết cách với cô ta diệp thu mỉm cười nói cho nên a à, vẫn mong diệp tiên sinh hiểu cho chỗ khó của tôi hạ mình nghỉ ở chỗ tôi một đêm tôi nhất định sẽ chiêu đãi đồ ăn ngon vẻ mặt triệu khôn sơn bất đắc dĩ cầu khẩn diệp thu suy nghĩ một lát dù sao thì về nhà cũng không có chuyện gì ở đây còn có người lo cơm anh liền gật đầu thản nhiên nói được rồi thế nể mặt ông vậy triệu khôn sơn lập tức vui mừng vội vàng lấy điện thoại ra nhìn diệp thu cung kính hỏi diệp tiên sinh sắp đến trưa rồi, ngài muốn ăn cái gì? Tôi lập tức sắp xếp cho ngài, chương 38, sắp đến muộn rồi cứ như vậy. Diệp Thu ở cục cảnh sát nghỉ ngơi một ngày một đêm. Bất quá, một ngày một đêm này miễn bản anh đã dễ chịu thế nào? Triệu khôn sơn sành ăn chăm sóc, lại còn bưng trà với cả rót nước. Diệp Thu giống như đại gia, ngồi trên sofa chờ hưởng thụ là được. Trừ bỏ việc đi toilet anh phải tự mình đi, những chuyện khác triệu khôn sơn đều giúp anh sắp xếp hết rồi làm thế này hình như anh không phải là bị bắt tới đồn cảnh sát điều tra mà càng giống như là tới hưởng phúc vậy nói thật nếu không phải trong lòng diệp thu nhớ thương bà xã mình thì đã hơi không muốn đi nữa rồi nếu để cho hàn tiêu tiêu biết được suy nghĩ trong lòng diệp thu phỏng chừng cô sẽ tức đến hộp máu một đêm nhanh chóng trôi qua sáng hôm sau vành mắt hàn tiêu tiêu đen như gấu trúc đi tới văn phòng cục trưởng mà sắc mặt cô che kín mất mát và không cam rõ ràng là cô không tìm được bất kỳ bằng chứng gì chỉ có thể thả người triệu khôn sơn vì làm diệp thu hài lòng còn cho hàn tiêu tiêu một cái trừng phạt yêu cầu cô về nhà biết bản kiểm điểm nghiêm túc kiểm điểm lỗi sai mà mình đã phạm còn việc này cũng chỉ có thể dừng ở đây ánh mắt hàn tiêu tiêu như muốn giết người diệp thu nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát đi đến trạm xe buýt công cộng ở ngoài cục cảnh sát Lúc đầu Diệp Thu muốn đi xe công cộng về nhà. Nhưng anh cẩn thận nghĩ một chút, hôm qua Lâm Thanh Nhã nói với anh, bảo anh 10 giờ sáng nay tới công ty, để cô sắp xếp công việc cho anh. Nghĩ tới đây, Diệp Thu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem đồng hồ, lập tức biến sắc. Bởi vì bây giờ đã là 10 giờ rồi, nếu có nhanh chóng đến công ty, thế nào cũng phải 11 giờ a. À. Nếu đến trễ hẳn một tiếng, hít, Diệp Thu hít một ngụm khí lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa bởi vì trong đầu anh đã hiện lên khuôn mặt lạnh băng của bà xã và ánh mắt thất vọng điều này làm cho diệp thu chỉ cảm thấy ra đầu run lên một trận nhanh chóng vẫy một chiếc taxi chạy nhanh về phía tập đoàn lâm thị cho dù có ở trong mưa bom bão đạn anh vẫn có thể ung dung tự tại vào giờ khác này anh đã hoàn toàn rối mù rồi nếu để cho những người hiểu rõ về diệp thu nhìn thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc đến mức nói không nên lời bác tài làm phiền bác có thể lái nhanh hơn một chút không diệp thu ngồi ở ghế phụ nhìn bác lái xe sốt ruột thúc gục nói anh bên này đã gấp sắp chết rồi nhưng cố tình bác lái xe lại đi không nhanh không chậm phía trước không có xe gì cũng không chạy nhanh chậm chậm chạp chạp còn không nhanh bằng xe công cộng điều này làm cho diệp thu rất sốt ruột hận không thể đoạt lấy tay lái ghi úc cái gì a à, tôi là lái xe lái không nhanh có bản lĩnh thì cậu lái đi a à. lái xe thẳng thắn nói đây là ông nói đấy nhé. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một độ cong nghiền ngẫm, lập tức tháo dây an toàn, túm lái xe sang ghế lái phụ. Còn Diệp Thu lại lấy tốc độ cực nhanh đi tới ghế lái. Trong nháy mắt, hai người đã đổi chỗ cho nhau xong. Ngay lập tức, Diệp Thu căn bản không cho tài xế cơ hội phản ứng, trực tiếp đổi thành tốc độ cao, một cước đạp ga. Xe taxi, tăng, một cái, chạy như bay lao ra ngoài. Dọc theo đường đi, diệp thu trừ đèn đỏ và nhường người đi đường ra trên cơ bản là gặp xe liền siêu tốc độ nhanh đến cực hạn thậm chí đến cả xe thể thao lamborghini ferrari gì đó đều bị anh đá văng ở sau một chiếc taxi trong tay anh có thể lái thành xe đua cứ thế lộ trình vốn dài đến một giờ chạy xe bị anh chạy xong trong nửa giờ xe taxi dừng ở trước tòa nhà lâm thị diệp thu lấy ví tiền ra đang chuẩn bị đưa tiền cho tài xế Thế nào mà tài xế không nói hai lời, đẩy cửa xe ra liền nhảy xuống. Ngay sau đó, ông ta ghé vào bên vệ đường nôn như điên. Thấy vậy, Diệp Thu lắc đầu cười, đi xuống xe, tay vỗ vai tài xế xe, cười nói, thế nào anh trai, có khỏe không? Tài xế ngẩng đầu, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, tức giận nói, mẹ nó, lão tử suýt nữa thì qua đời ngay tại trận rồi, tên nhóc cậu trước kia từng thi đua xe hả? Xe đua tôi vẫn chưa lái, nhưng có mấy người được xưng là vua xe thần xe đẳng cấp thế giới thì có thua thảm trong tay tôi diệp thu nhếch miệng cười sau đó nhét tiền vào túi áo người lái xe rồi trực tiếp xoáy người đi tới tòa nhà lâm thị nhìn theo bóng lưng rời đi của diệp thu lái xe cũng bĩu môi khinh thường nói chém nói cậu béo còn nói phét vua xe đẳng cấp thế giới thua trong tay cậu á đúng là không biết xấu hổ nói xong sắc mặt tài xế chợt biến bỗng nhiên lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ông ta lập tức ghé vào lề đường nôn như điên. Đi vào tòa nhà Lâm Thị, mắt thấy sắp tới 10 giờ 40 Diệp Thu cũng không vội, định đi thẳng ra thang máy. Nhưng anh vừa đi chưa tới hai bước, đã bị bảo vệ gác cửa chặn lại. Đứng lại, anh làm gì vậy? Bảo vệ trừng mắt với Diệp Thu, lạnh lùng hỏi. Thời gian gấp gáp, Diệp Thu cũng không dám chậm chế thêm phút giây nào nữa, trực tiếp chỉ ra phía sau bảo vệ, vẻ mặt kinh ngạc nói kìa, anh xem kìa. Bảo vệ nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Còn Diệp Thu Nhân cơ hội này, hóa thành một tàn ảnh, đi thẳng vào thang máy. Lúc bảo vệ phát hiện ra mình bị lừa, quay đầu lại thì Diệp Thu đã đi thang máy lên rồi. Điều này làm cho bảo vệ tức giận, hung hăng cắn răng, đừng để tôi gặp lại anh lần nữa, nếu không tôi nhất định sẽ đánh anh ra ngoài. Chấm 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 chấm, Diệp Thu đi thang máy lên đến tầng cao nhất, cửa của văn phòng tổng giám đốc. Anh đang định đẩy cửa bước vào, chỉ nghe thấy một giọng nói lạnh băng từ bên trong truyền ra. "Thư ký Chu, cậu đi xem cho tôi xem rốt cuộc tên Diệp Thu kia có tới hay không, nếu như vẫn chưa tới thì gọi điện cho anh ta, bảo anh cũng không cần tới nữa." Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thu biến đổi, bởi vì đó chính là giọng nói của bà xã mình, rõ ràng là cô đã tức giận. Nhưng đúng lúc này, cửa phòng làm việc mở ra một mỹ nữ tóc dài mặc bộ vest ol chuyên nghiệp mang theo mắt kính màu đen đi ra từ trong phòng làm việc giá người mỹ nữ rất cao đương nhiên hấp dẫn ánh nhìn nhất là đôi chân thon dài đi tất ra chân màu đen của cô cực kỳ gợi cảm đối với bất kỳ người đàn ông nào mà nói đều là sát khí mạnh diệp thu nhận ra mỹ nữ này bởi vì anh lúc anh và lâm thanh nhã kết hôn mỹ nữ chân dài này cũng đến cô chính là thư ký chuyên chức của lâm thanh nhã chu thiến chẳng qua đối với chàng rể ở rể diệp thu này chu thiến vẫn luôn coi thường cực kỳ chán ghét sau khi nhìn thấy diệp thu đang đứng ở cửa chu thiến cũng hơi giật mình trong ánh mặt xoẹt qua một tia khinh thường lạnh giọng hỏi diệp thu sao giờ anh mới đến khụ khụ trên đường đi tôi có chút việc chậm trễ rồi diệp thu ho khan hai cái hơi xấu hổ nói anh đi vào giải thích với Lâm tổng đi." Chu Thiến lạnh lùng nói. Sau đó cô lập tức đẩy cửa phòng làm việc ra, nói với Lâm Thanh Nhã đang ở bên trong, "Lâm tổng, Diệp Thu đã tới rồi." Lâm Thanh Nhã ngồi trước bàn làm việc nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên lạnh như băng. Chương 39: Đi làm nhân viên kinh doanh. Cho dù đứng ngoài cửa, Diệp Thu đã cảm nhận được bầu không khí lạnh giá trong phòng làm việc. Nhưng mà bây giờ có trốn cũng không trốn được, chỉ có thể kiên trì đến cùng nghĩ tới đây diệp thu hít một hơi thật sâu ưỡn ngực đi vào văn phòng còn chu thiến lại đi phía sau diệp thu tiện tay đóng cửa văn phòng lại vừa đi vào văn phòng diệp thu đã cảm nhận được ánh mặt cực kỳ lạnh của lâm thanh nhã điều này làm cho diệp thu nuốt khan một ngụm nước miếng trong lòng hoảng hốt tại sao đến muộn lâm thanh nhã ngồi trên ghế làm việc trừng mắt nhìn diệp thu lạnh lùng hỏi nếu anh nói trên đường đi anh đỡ một bà cụ qua đường cho nên chậm chế một ít thời gian em có tin không diệp thu ngượng ngùng cười nhìn lâm thanh nhã thử tính hỏi phanh lâm thanh nhã vỗ bàn đứng thẳng lên mắt lạnh nhìn chằm chằm diệp thu gương mặt thất vọng nói diệp thu anh đã làm tôi quá thất vọng cái lý do vớ vẩn này mà anh cũng nghĩ ra được à mệt tôi hôm qua còn nghĩ rằng anh có lòng cầu tiến ôm hy vọng với anh bây giờ xem ra Tôi thật sự là quá ngốc, đối với kiểu người như anh, đáng lẽ ra tôi không nên ôm bất cứ hy vọng nào. "Đừng A à Lâm tổng, anh thật sự không cố ý đến muộn, em có thể cho anh một cơ hội cuối cùng không?" Sắc mặt Diệp Thu chợt biến, vội vàng nói. "Muốn có cơ hội đúng không? Được, nếu anh đã đến rồi, vậy thì tôi sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng." Lâm Thanh nhã lạnh lùng nói. Nói xong, cô nhìn Chu Thiến đứng phía sau Diệp Thu, phân phó nói: dẫn diệp thu đến ban kinh doanh để anh ta từ làm từ một nhân viên bán hàng đi nói với giám đốc kinh doanh lý soái bảo anh ta đối xử với diệp thu như đối xử với nhân viên bình thường nếu đến cuối tháng này diệp thu không hoàn thành được chỉ tiêu lập tức đuổi vâng lâm tổng chu thiến gật đầu thấy vậy lâm thanh nhã nhìn về phía diệp thu lạnh lùng nói nhớ rõ nếu như anh bị đuổi vật thì anh không cần xuất hiện trước mặt tôi nữa đây là cơ hội cuối cùng của anh cô sẽ cố gắng. Gương mặt Diệp Thu nghiêm túc, gật đầu. Thế nhưng Chu Thiến đứng bên cạnh thấy vậy, trong ánh mắt xoẹt qua một tia coi thường. Trong mắt cô, Diệp Thu chắc chắc sẽ bị đuổi. Dù sao một người mới chưa từng có kinh nghiệm kinh doanh, vừa mới làm nhân viên kinh doanh, trước 3 tháng chắc chắc không thể hoàn thành chỉ tiêu công trạng. Lâm Thanh nhã cho Diệp Thu cơ hội này, chỉ bằng nói là cố ý làm khó Diệp Thu đi. Còn Diệp Thu lại không hề hay biết điều này khiến Chu Thiến âm thầm cười lạnh trong lòng. Cô thậm chí đã có thể tưởng tượng ra cảnh đến cuối tháng Diệp Thu bị đuổi, khuôn mặt anh sẽ kiểu không hiểu gì. Chắc chắn là rất thú vị. Sau đó, Lâm Thanh Nhã còn có việc phải làm, liền để Chu Thiến dẫn Diệp Thu tới phòng kinh doanh. Sau khi đến phòng kinh doanh, ghi âm đốc kinh doanh Lý Soái nhìn thấy Diệp Thu được đích thân Chu Thiến, thư ký của Tổng Giám Đốc dẫn tới, anh còn tưởng là người quan hệ của Lâm Thanh Nhã, nhất thời rất là nhiệt tình anh ta sắp xếp một chỗ ngồi có vị trí đẹp nhất trong phòng kinh doanh cho diệp thu lại đích thân rót nước cho diệp thu giống như là tiếp đón đại gia vậy chu thiến thật sự là không nhìn nổi nữa nhanh chóng gọi lý soái ra ngoài phòng kinh doanh phân phó nói anh ta chỉ là một nhân viên kinh doanh bình thường không có bất cứ quan hệ gì với lâm tổng anh không cần đối đãi với anh ta như vậy còn nữa lâm tổng rất ghét anh ta đừng để anh ta sống thoải mái như vậy trong bộ phận của anh tốt nhất là có thể bị đuổi thẳng vào cuối anh hiểu ý của tôi chưa lý soái nghe vậy không ngờ trước đó mình đã vuốt mông ngựa nhầm người rồi trong lúc nhất thời sắc mặt lý soái cũng trầm xuống gật đầu bảo đảm nói thư ký chu yên tâm đo tôi làm việc cô cứ yên tâm cuối tháng tôi nhất định làm cho cậu ta khóc mà cút đi ừ tôi xem trọng anh làm cho tốt bên phía lâm tổng tôi sẽ nói giúp anh mấy câu chu thiến cười lạnh nói được vậy thì làm phiền thư ký chu lý soái vui vẻ gật đầu đợi chu thiến đi rồi lý soái trầm mặt trở về phòng kinh doanh lúc này diệp thu đãng đinh cầm cốc nước mà lý soái rót lên lý soái thấy vậy nhanh chóng xông tới đoạt lại cốc nước rồi ném xuống đất sau đó hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu quát lớn uống gì mà uống thời gian làm việc là để cậu cậu để uống nước à thái độ của lý soái trước và sau đã khác diệp cũng sững sờ sau đó rất nhanh đã phản ứng lại chắc là thư ký chu đó đã dặn dò gì đấy với lý soái cái này diệp thu cũng không để ý dù sao thì cái thư ký chu đó vẫn khá ghét và khá coi thường mình hôm nay mình tự dâng tới cửa chắc chắc cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó mình này nghĩ tới đây diệp thu lắc đầu cười một cái cười cái gì mà cười đây là chỗ mà cậu nên ngồi sao cậu vào trong góc kia cho tôi lý soái hung hăng chừng mắt nhìn diệp thu một cái lấy tay chỉ vào một cái bàn làm việc ở góc hẻo lánh của văn phòng rất nghiêm khắc nói nghe vậy diệp thu híp híp mắt cũng không nói gì bây giờ anh chỉ muốn đứng vững chân trong công ty không muốn gây ra quá nhiều rắc rối nếu không sẽ chỉ khiến lâm thanh nhã càng chán ghét anh vì thế diệp thu đứng lên đi tới trước cái bàn làm việc trong góc hẻo lánh ngồi xuống thấy vậy lý soái cũng cười lạnh trong lòng hóa ra là một quả hồng mềm a à. Nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách khí, ai bảo Lâm tổng không thích cậu. Nghĩ tới đấy, đôi mắt Lý Soái khẽ chuyển, trong lòng nhất thời hiện ra một kế hoạch độc ác. Anh trực tiếp quay đầu nhìn vào một nhân viên nam bên cạnh, cúi người, nhỏ giọng hỏi, "Tiểu Lưu, 100 vạn tiền nợ của công ty Khải Long đã tới chưa?" "Vẫn chưa, ai dám đi a. À? Lần trước Tiểu Vương đi đến bây giờ vẫn còn chưa ra viện người của công ty bọn họ ra tay quá ác, bây giờ không ai dám đi." Tiểu Lưu lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói: "Thế tốt quá." Trong mắt Lý Soái lóe tinh quang, khuôn mặt vui mừng nói: "Mang hợp đồng tiền nợ của bọn họ đến cho tôi, tôi có cái dùng rồi." Tiểu Lưu cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng tìm hợp đồng tiền nợ ra, đưa cho Lý Soái. Lý Soái nhận hợp đồng tiền nợ rồi đi đến trước mặt Diệp Thu, khẽ nhếch miệng, vẻ mặt xin lỗi nói: "Diệp Thu đúng không? Vừa nãy khẩu khí của tôi quá nghiêm trọng, bây giờ tôi xin lỗi cậu." Ồ, Diệp Thu hít mắt, thản nhiên nói, không sao. Ha ha, tôi biết là cậu rộng lượng mà, thế này đi, ngày đầu cậu tới đừng bảo ca ca không chiếu cố cậu. Bây giờ tôi có một công việc quan trọng muốn giao cho cậu, nếu cậu hoàn thành được, thì đó chính là một công lớn, đến lúc đó có khi đế cả lâm tổng cũng sẽ đích thân biểu dương cậu. Lý Soái nhếch miệng cười, dụ dỗ nói, chương 40, lại là thu hồi nợ, ồ. Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, hứng thú hỏi công việc quan trọng gì. Công ty Khải Long nợ công ty chúng ta 100 vạn, chậm chạp không trả, chỉ cần cậu có thể đòi được khoản nợ này về, đó chính là công trạng đầu tiên, thế nào, cậu có đồng ý làm không? Lý Soái nói xong, đặt hợp đồng tiền nợ ở trước mặt Diệp Thu. Diệp Thu nhìn hợp đồng tiền nợ kia một cái, cũng ngẩn người. Lại là đòi nợ. Trước đó không lâu mình vừa mới đòi một tỷ tiền nợ của tiền đa quang về. Bây giờ lại tới một cái 100 vạn. So với lần trước thì ít hơn nhiều nhưng mà lần này mình lại có thể lấy lý do là công việc quang minh chính đại mà đi đòi về rồi có khi có thể làm lâm thanh nhã xem trọng nhìn mình mấy cái nữa nếu có thể cải thiện cái nhìn của lâm thanh nhã với mình thế thì càng tốt nghĩ tới đây diệp thu nhếch khóe miệng gật đầu đồng ý luôn được tôi đi thấy diệp thu đồng ý sảng khoái như vậy lý soái cũng cực kỳ kích động cô nén ý cười vươn tay vỗ vai diệp thu giả vờ khích lệ nói rất tốt tôi xem trọng cậu việc này không nên chậm chế, bây giờ cậu hãy thu thập ít đồ rồi chuẩn bị đi đi địa chỉ và số điện thoại trên hợp đồng đều có đấy nói xong lý soái sợ mình không nhịn được mà cười ra tiếng trước mặt diệp thu anh ta nhanh chóng xoay người đi vào phòng làm việc của mình vừa đóng cửa lại lý soái không nhịn được phá lên cười ha 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 thật là một bút ngừng a à. vậy mà vẫn dám đồng ý cậu hãy đợi mà nằm trên giường bệnh một tháng đi chấm 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 khu làm việc của bộ phận kinh doanh. Diệp Thu nhìn hợp đồng tiền nợ trong tay. Vừa nghĩ tới việc chỉ cần mình đòi được khoản nợ này về, Lâm Thanh Nhã sẽ nhìn mình với cặp mắt khác xưa, Diệp Thu cực kỳ hưng phấn, sau đó liền chuẩn bị xuất phát. Còn những nhân viên kinh doanh khác ở xung quanh thấy vậy, trọng mắt hiện lên một tia châm chọc và xem thường. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu đúng là một kẻ thiểu năng trí tuệ. Vậy mà đến cả hợp đồng tiền nợ của công ty Khải Long mà cũng dám nhận. Không biết rằng, công ty Khải Long kia ngoài mặt là công ty thương mại, nhưng thực ra ông chủ lại ngấm ngầm có quan hệ rất sâu với xã hội đen, cho nên cực kỳ hung hăng càn quấy. Tập đoàn Lâm Thị đã phái rất nhiều người đi vào đòi nợ, đều bị đuổi ra rất nhếch nhác. Mà người được phái đi đòi nợ trước đó là Tiểu Vương, đã bị đánh gãy chân, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Hôm nay Diệp Thu là người mới mới tới làm ngày đầu thế mà lại dám đến công ty khải long đòi nợ cái này chẳng phải là đi chịu chết sao vừa nghĩ tới đây trên mặt mọi người đều là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa đợi xem trò vui chuyện hài hước tất nhiên rồi trong một phòng ban vẫn còn vài người khá lương thiện ví dụ là một cô gái ngồi trước mặt diệp thu cô ấy tên là hà tình tình cũng là người mới mới tới làm được mấy tháng còn đang trong kỳ thực tập nhưng cô lại khá hiểu về chuyện của công ty Khải Long. Giờ phút này thấy Diệp Thu sắp đi vào chỗ nguy hiểm. Sự tốt bụng của cô cũng làm cho cô không đành lòng, do dự mãi, cuối cùng cô quyết định liều mạo hiểm đắc tội với Lý Soái. Cô đứng dậy đi tới bên cạnh Diệp Thu, nhỏ giọng nhắc nhở nói, cái kia tốt nhất là anh đừng đi. Cô gái trước mặt này nhìn cũng được, cô đeo kính gọng to, điềm đạm nho nhã. Diệp Thu cũng sừng sốt, nghi hoặc nói tại sao. Ai da, tóm lại là anh đừng đi, công ty Khải Long kia rất không đơn giản. Hà Tinh Tinh hơi sốt ruột nói. Không đơn giản thế nào? Chẳng nhẽ còn ăn được tôi à? Diệp Thu mỉm cười hỏi. Anh, Hà Tinh Tinh nhíu mày, muốn lại lại sợ đắc tội lý soái nhưng không nói thì Diệp Thu sẽ đi làm chuyện dại dột. Cuối cùng do dự mãi, Hà Tinh Tinh lương thiện chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nói thôi bỏ đi, đắc tội thì đắc tội, tôi nói với anh này, ông chủ của công ty Khải Long là Hồ Biêu có bối cảnh là xã hội đen, rất hung hăng. Mà số tiền này, công ty bọn họ đã nợ sắp một năm nữa rồi, cơ bản là không có ý định trả. Trước khi anh tới, công ty cũng không phải là không phái người đi, thậm chí là hứa hẹn, nếu như ai có thể đòi được số tiền này về, sẽ trích cho người đó 10%. Nhưng kết quả là không ngoài dự đoán, những người đó đều bị đuổi sang ngoài, mà tiểu vương tháng trước đi đòi nợ, còn vì chọc giận đối phương nên đã bị đánh gãy một chân, bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Nghe vậy, Diệp Thu cũng nhướng mày, khuôn mặt suy nghĩ nói, hóa ra trong này còn có một câu chuyện như vậy, tôi bảo sao mà dám đốc lý lại đột nhiên thay đổi như vậy, đối xử với tôi tốt như vậy, còn đích thân sắp xếp công việc cho tôi. Vì thế, anh đừng đi nữa, an toàn là quan trọng nhất. Hà Tinh Tinh khuyên giải nói, không không không, càng như vậy tôi càng phải đi. Diệp Thu lắc đầu, nhếch miệng cười nói, vì sao a à? hà tinh tinh ngạc nhiên vẻ mặt không hiểu diệp thu đang chuẩn bị nói nhưng đúng lúc này anh lại phát hiện ra lý soái đang từ trong văn phòng đi ra mà khi lý soái nhìn thấy hà tinh tinh và diệp thu đứng chung một chỗ sắc mặt anh ta trầm xuống nhanh chóng bước tới lườm hà tinh tinh lạnh giọng hỏi hà tinh tinh cô ở đây làm gì hà tinh tinh lập tức bị dọa sợ khuôn mặt nhỏ trắng bệch hơi luống cuống nói quản lý tôi tôi đang chào hỏi đồng nghiệp mới chào hỏi lý xoáy híp mắt nhìn anh ta nhìn hà tinh tinh một lát sau đó lại liếc nhìn diệp thu và bản hợp đồng tiền nợ trong tay diệp thu lập tức đoán ra chuyện gì sắc mặt ông ta trầm xuống trừng mắt nhìn hà tinh tinh cười lạnh nói xem ra cô rất quan tâm tới công việc của đồng nghiệp mới nên nên làm ạ à. hà tinh tinh hơi chột dạ gật đầu rất tốt gương mặt lý xoáy xoẹt qua một tia ý lạnh ánh mắt xoay chuyển sau đó nhìn hà tinh tinh cười lạnh nói đúng rồi tôi nhớ có phải là cô sắp lên chính thức không nhưng biểu hiện công tác của cô ba tháng này không tốt lắm muốn chuyển lên chính thức thì khá khó thế này đi tôi cho cô một cơ hội cô và diệp thu cùng tới công ty khải long đòi được khoản nợ này về nếu như thế tôi sẽ cho cô lên làm chính thức hả khuôn mặt nhỏ của hà tinh tinh nháy mắt trắng bệch a à gì mà a à? hoặc là đòi tiền về cho công ty hoặc là rời công ty, cô tự chọn đi. Lý Soái hung hăng chừng mắt nhìn Hà Tinh Tinh, lạnh giọng nói. Sau đó anh ta xoay người đi vào phòng làm việc của mình. Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Soái, Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tinh Tinh tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì, công việc này rất quan trọng với cô. Hoàn cảnh gia đình của cô không tốt, cha mẹ lại mang bệnh nặng ở trong bệnh viện. Toàn bộ đều dựa vào tiền lương của cô khó khăn duy trì. Nếu như không thể lên chính thức, còn bị đuổi việc. Thì quả thực là ngày tận thế đối với cô. Nói thế nào thì đối với một người vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu như cô, trong một thời gian ngắn lại phải đi tìm một công việc quả thực là một việc khó. Hơn nữa bên phía bệnh viện, ngày nào cũng phải tiêu tiền a. Vừa nghĩ tới đây, hai mắt Hà Tinh Tinh đỏ lên, tuyệt vọng đến sắp khóc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 40.